cổ huyền trần thả kiếm ra bàn tay từ từ đưa lên trên đó tỏa ra một luồng linh lực lớn cổ Huyên trần khinh thường nói đúng là một con chuột đột nhiên cổ huyền trần quay qua nói với diệp thiên ngữ thiên ngữ đứng vững diệp thiên ngữ ngơ ngác không hiểu cổ huyền trần đang nói gì nhưng vẫn làm theo cổ huyền trần đặt tay xuống dưới mặt đất linh lực theo đó truyền đi tứ phía lan tỏa khắp lôi đài cổ Huyên trần nhếch mép cười như vậy không chạy thoát được rồi đúng không lôi đài lúc này như nổ tung toàn bộ sân đấu trở lên vỡ vụn không chỉ có vậy tất cả những người trên lôi đài đều bị đánh bay lên trên cao lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh tượng này hồ thanh dương gương mặt hiện lên sự kinh ngạc mà thốt lên cái gì còn nam môn nghĩa thì gương mặt liền biến sắc không thể tin tưởng mà thốt lên hắn muốn hủy hoại cả lôi đài luôn sao còn đám người đệ tử ở khán đài thì nhao nhao thán phục linh khí mạnh thật trên lôi đài cổ huyền trần đứng lên trên cao nhẹ nhàng búng tay một phát tất cả vật chất trên không trung đồng loạt rơi xuống đất lôi đài thành một bãi chiến trường đám người ở khán đài khuôn mặt méo mó tròn mắt nhìn qua bọn họ lắp bắp nói kết kết thúc rồi ư trong mắt tất cả mọi người ở dây lôi đài không còn một vùng đất nào bằng phẳng cả mà chỉ có đất đá nhấp nhô mà thôi khán đài như nổ tung kinh hãi hét lên không thấy lôi đài đâu nữa rồi rất sâu bên trong một thân tình nhỏ bé nằm giữa bãi đất đá từ từ nhổm dậy đó chính là yến hạng hắn ta bị đất đá đè trúng toàn thân đầy máu nằm dưới đất rên ư ử cổ huyên trần từ trên cao nhìn xuống chỗ yến hạng khinh thường nói lần này không trốn được nữa rồi đúng không bên kia diệp thiên ngữ phi thân xuống sau vụ địa chấn vừa rồi thấy tình hình có vẻ không ổn diệp thiên ngữ liền nói cốc huynh huynh đúng là làm loạn cổ huyền trần cũng chả muốn đánh nữa liên hướng thành thiên hỏa lấp đầy tảng đá hỏi có thể kết thúc được chưa thành thiên hỏa qua trận chiến vừa rồi cảm thấy rất kinh sợ cổ huyền trần sau khi bị cổ huyền trần điểm danh thành thiên hỏa liền tròn mắt sợ hãi nhìn qua một lúc sau sau khi lấy lại được tính thần thành thiên hỏa liền hô lớn tuyên bố ta tuyên bố tỷ thí kết thúc người đứng nhất của đại hội thánh võ lần này là cốc tạm thông của cửu tiêu môn lời này vừa nói ra đám đệ tử của cửu tiên môn nhao nhao hô lớn thắng rồi cửu tiêu môn của chúng ta đứng nhất rồi tuyệt thật bên trên đài cao hồ thanh dương nhíu mày nói vừa nãy các ngươi có nhìn rõ chưa lâm chiến thiên trầm ngâm nói nhìn rõ rồi mặc dù là cực kỳ nhỏ bé nhưng trong sức mạnh pháp tắc của hắn quả thật đều đối ứng với phần âm dương thiên thư mà ta lấy được nam môn nghĩa gương mặt tái đi gật đầu nói ta cũng vậy những người còn lại gương mặt cũng trở lên nghiêm trọng mà bói ta cũng như vậy như bô nhìn về phía cổ huyền trần gương mặt đầy khó hiểu cùng nghi ngờ nói nhưng mà đây rất cuộc là sao toàn quá trình chúng ta đều không cảm ứng được lực huyết mạch nếu như hắn không phải là cổ huyền trần vậy học được âm dương thiên thư này ở đâu như vậy xem ra cốc tam thông này có lẽ cũng không thoát khỏi liên quan với cổ huyền trần rồi bên dưới kia đám đệ tử cửu tiêu môn đang khai ngợi tung hô cổ huyền trần cốc sư đệ người đúng là lợi hại thật sư huynh ta thấy hồ thạnh không bằng ngươi thật sự là đệ tử mới nhập môn sao quang võ mình lúc này không biết nên làm gì với cổ huyền trần liền sốt sáng quay qua hồ thanh dương hỏi tam ca tiếp theo chúng ta phải làm sao hồ thanh dương trầm ngâm một lúc đôi mắt hiện lên tia sắc lạnh nói án binh bất động ta còn có một việc cần phải xác nhận lại tại đại điện của cửu tiêu môn hồ thanh dương ngồi trên đài cao nói lần này các người đại diện cho cửu tiêu môn tham gia đại hội thánh võ đều biểu hiện rất xuất sắc bây giờ cũng đã đến lúc ta thực hiện lời hứa ban đầu rồi tất cả những đệ tử tham gia hội võ của bảy tông cho dù là thành tích như thế nào đều có thể cùng ta đi đến thánh địa của cửu tiểu môn tu luyện các đệ tử nghe vậy phấn khích nói tốt quá rồi là thánh địa của cửu tiêu môn không biết là có bao nhiêu thiên tài địa bảo có thể hỗ trợ tu luyện hời to rồi thật sự là nhờ cốc sư đệ và diệp sư muội hồ thanh dương lại nói tiếp tam thông lần đầu người vào tông môn lại thắng vinh quang lớn như vậy cho chúng ta thật sự là kỳ tài trăm năm mới gặp ngoại trừ phần thưởng trước đây ta đã đồng ý người còn muốn phần thưởng gì đan dược công quyết hay là linh thú ta đều có thể làm hài lòng người cổ huyền trần đứng ra ánh mắt sắc bé nói những thứ này ta không cần ta chỉ muốn môn chủ đưa ta đi gặp một người vân sơn trưởng lão tại thánh địa của cửu tiêu môn thạch thất hồ thanh dương đưa tay ra một vòng tròn kết ấn xuất hiện cánh cửa thạch thấy từ từ mở ra hồ thanh dương quay lại đằng sau nói với cổ huyền trần người mà ngươi muốn gặp chính là ở đây hai người nhanh chóng đi vào trong chỉ thấy một thông đạo tối thui hai người nhanh chóng đi vào bên trong chỉ thấy ở trung tâm căn phòng dưới ánh đèn sáng vân sơn trưởng lão nằm trên một đống sách vở trông có vẻ là bị bất tỉnh hai người hồ thanh dương và cổ huyền trần hốt hoảng lô lên vân sơn trưởng lão cổ huyền trần tiến lên trên khuôn mặt hiện lên sự kinh hoàng trong đầu cổ huyền trần hiện lên dòng suy nghĩ đã không cảm nhận được hơi thở rồi là chết rồi sao cổ huyền trần vội tiến đến bên cạnh vân sơn trưởng lão gương mặt hiện lên sự lo lắng nói xảy ra chuyện gì vậy hắn bị người khác hãm hại sao hồ thanh dương không tin tưởng mà thốt lên không thể nào thạch thất này ngoại trừ ta và hắn ra không còn ai có thể đi vào đây được nữa cổ huyền trần đưa tay lên kiểm tra mạch tượng của vân sơn trưởng lão xem ông thật sự đã chết chưa nhưng ngay khi vừa đặt tay lên tay cổ huyền trần đột ngột bị một bàn tay cầm lấy bàn tay đó chính là của vân sơn trưởng lão cổ huyền trần đầy nghi hoặc nhìn ông lão trước mặt trong đầu đầy dấu hỏi bỗng vân sơn trưởng lão vụt ngồi dậy hai tay ôm mặt thè lưỡi làm bộ mặt cười vô cùng hớn hở đầy đắc ý nói lão phu ta diễn xuất càng lúc càng tiến bộ hơn rồi các người bị ta lừa rồi đúng không nói đoạn ông cất tiếng cười lớn chính là thích bộ dạng hoảng hốt của các người đó thay thế môn chủ của cửu tiêu môn hồ thanh dương bất lờ u xế, thốt lên vân sơn trưởng lão còn cổ huyền trần thì cạn lời chỉ biết đứng ngây ra đó hồ thanh dương ngạc nhiên đến bị sặc luôn một tay che miệng ho tay còn lại chỉ về phía cổ huyền trần đang đứng cạnh nói với vân sơn trưởng lão khu khụ vân sơn trưởng lão vị này là đệ tử mới nhập môn của chúng ta lần này là cốc tam thông đại hội thánh võ lần này hắn đã thay cửu tiêu môn của chúng ta lấy được hạng nhất hắn tự xưng cũng đã từng đi vào trung tâm thánh hà muốn để cho người chỉ điểm hắn một chút miệng hồ thanh dương thì nói nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ, Vân Sơn này, đã lớn tuổi từng này rồi vẫn thích mấy trò đùa tai quái như vậy. Nghe Thanh Dương nói xong, Vân Sơn trưởng lão mặt mày hớn hở đặt một tay lên vai cổ Huyền Trần khen ngợi, tuổi trẻ như vậy mà đã có thể đi vào Thánh Hà, đúng là tiền đồ rộng mở. Đoạn, ông lại nói tiếp với Hồ Môn chủ, nhưng mà môn chủ này, năm đó khi ta rời khỏi, đã từng có lời hứa với Thánh Hà, tất cả những gì liên quan đến Thánh Hà chỉ có thể nói với người đi vào Thánh Hà. Vân Sơn trưởng lão quay sang phía Hồ Thanh Dương xua tay bảo hắn, vì vậy chỉ có thể làm phiền tông chủ tránh đi một chút, thay thế Hồ Thanh Dương dù không muốn nhưng cũng phải quay gót đi ra khỏi thạch thất không sao ta sẽ quay về trước lúc bấy giờ vân sơn trưởng lão mới đứng dậy đi về phía trước và quay lại bảo cổ huyền trần ngươi đi theo ta vào đây trước đi huyền trần đồng ý đáp được hồ thanh dương đã bước ra khổ thạch thất vừa đi hắn vừa nói thật to như ra lệnh cho người phía trong vân sơn xác nhận thân phận của người này thăm dò công pháp của hắn có thật sự là cảm ngộ đến từ trong thánh hà hay không phía trong vân sơn trưởng lão cũng đáp vọng ra vâng tông chủ sau khi cánh cửa mật thất đã đóng lại cảm thấy đã kín đáo và an toàn Vân Sơn trưởng lão vội đến trước mặt của Cổ Huyền Trần quỳ xuống thi lễ, "Vân Sơn, xin chào tông chủ." Cổ Huyền Trần vội vàng đỡ lão Vân Sơn dậy và ân cần nói, "Đứng dậy đi, sau đó, anh đi đến ngồi ở chiếc ghế có sẵn trong thạch thất, ung dung nhấp trà và ôn tồn nói với Vân Sơn, "Ngươi ngược lại cũng thông minh, không có vạch trần thân phận của bổn tọa tại đây lúc nãy." Vân Sơn lúc này, với vẻ mặt rất nghiêm túc đáp, "Ngài vừa mới vào đây ta đã cảm nhận được hơi thở trên người của ngài rồi, không dám tự ý ngông cuồng, sợ làm hư kế hoạch của ngài." Sau đó, Vân Sơn trưởng lão kính cẩn chắp tay cúi đầu trước huyền trần nói tiếp tuy thánh hà đã đổi chủ nhưng vân sơn ta quyết không thay lòng cũng giống như trước đây tận tâm tận lực trung thành với ngài không biết lần này chủ nhân đến đây là có dặn dò gì hay không lúc đó huyền trần đặt mạnh tách trà xuống ánh mắt lóe lên sự tức giận nói bổn tọa đã từng bắt mấy thế lực ở ngoài thánh hà bọn họ nói đã lấy được tin tức hành tung của thánh tử từ chỗ của ngươi bổn tọa hỏi ngươi ngươi làm thế nào mà thăm dò được hành tung của thánh tử nói rõ cho bổn tọa biết nghe huyền trần nói xong vân sơn trưởng lão liền phân trần bẩm chủ nhân hồ môn chủ trước đây đã bắt được một thánh tử chỉ cần thôi động thuật huyết mạch theo dõi thì có thể lợi dụng tinh huyết của thánh tử này truy sát phương vị đại khái của thánh tử khác vân sơn trưởng lão vừa nhớ lại vừa nói tiếp chỉ là thuật huyết mạch theo dõi này có tổn hại rất lớn đối với cơ thể của thánh tử chúng ta cũng không dám để thánh tử sử dụng nhiều có lẽ chỉ là tìm kiếm qua lần đó cổ huyền trần nghiêm mặt hỏi vân sơn trưởng lão ngươi đã gặp qua vị thánh tử của tiêu môn kia chưa văn sơn trưởng lão thưa với huyền trần liên quan đến vùng đất giam cầm thánh tử chỉ có một mình tông chủ biết được những người khác không thể nghe ngóng nếu không sẽ bị xử nặng theo tông quy trên thực tế cả cửu tiêu môn người biết được chuyện của thánh tử cũng không có mấy người lúc này cổ huyền trần bèn đem phỏng đoán của mình nói với vân sơn vậy chính là nói thánh tử này có khả năng là căn bản không có tồn tại mà chỉ là do hồ thanh dương dựng lên để loè bịp người khác thôi huyền trần lại hỏi tiếp ngươi còn biết những gì nữa vân sơn trưởng lão kính cẩn cúi đầu nói với huyền trần thật ra không chỉ cửu tiêu môn chúng ta có thể đi tìm kiếm thế lực tung tích của thánh tử chuẩn xác còn có người của lục đại thánh phái chỉ là không biết bọn họ từ môn phái khác khác lấy được tin tức hay là bản thân bắt được thánh tử khác rồi mới lấy được tình báo, nghe xong, mắt Huyền Trần chợt sáng lên, hỏi: "Ý của ngươi là, trưởng môn của Thất Đại Thánh phái vừa hay đã từng biết được hành tung của thánh tử?" Vân Sơn trưởng lão kính cẩn xác nhận, "Chính là ý này, lúc này, trong đầu Huyền Trần liền hiện ra hình ảnh của mấy người như Hồ Thanh Dương, Trương Chấn Sơn, Ngưu Bôn, Nam Môn Nghĩa, Lâm Chiến Thiên, Quan Võ Minh và lập tức cho rằng, bọn họ vừa mới gặp mình đã để lộ sắc khí, thỉnh thoảng lại thử thăm dò, mấy sự trùng hợp này liên tục xảy ra, xem ra là bảy ca ca muốn lấy mạng của bổn tọa chính là các ngươi rồi, sau đó cổ huyền trần nói với vân sơn trưởng lão được rồi bổn tọa đều đã biết rồi bây giờ bổn tọa ở cửu tiêu môn cần phải che giấu thân phận người có thể phối hợp với bổn tọa vân sơn trưởng lão vẫn khấu đầu đáp vâng đoạn cổ huyền trần đan hai tay vào nhau nhét mép cười nhạt vậy thì vấn đề tiếp theo là xử lý từng đợt hay là một lưới tóm hết đây phía bên ngoài thạch thất hồ thanh dương vẫn đang đứng đợi vân sơn trưởng lão và cổ huyền trần ngay lúc đó cánh cửa thạch thất hé mở vân sơn trưởng lão mặt mày tươi cười hớn hở bước ra theo sau là cổ huyền trần vân sơn trưởng lão vui mừng cười lớn khẳng định với hồ thanh dương đây tuyệt đối là thiên tài. Vừa nãy ta và Cốc Tam thông giao lưu một vài cảm ngộ của Thánh Hà, không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thể lĩnh ngộ được. Tiền đồ đúng là rộng mở. Nếu như sau này trưởng thành, thành tựu chỉ sợ sẽ ở trên ta. Đúng là ông trời cũng giúp cửu tiêu môn ta rồi. Nghe xong Hồ Thanh Dương đôi mắt đỏ rực lấy làm khó chịu có lẽ do ghen tị. Hửm, ừ. Văn Sơn trưởng lão khoan thai đưa tay vuốt chòm râu bạc và khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: Tông chủ, lão phu đã thăm dò rõ ràng rồi. Tu vi của tiểu tử này đều đến từ điểm hóa của chủ Thanh Hà, tuyệt đối là không có sai sót. Nghe Văn Sơn trưởng lão nói như thế trên trán của hồ thanh dương nổi lên mấy đường gân đỏ đôi mắt vẫn đầy nghi ngờ nếu như công pháp của hắn đến từ chủ của thánh hà truyền lại ngược lại cũng không phải là không có khả năng dù sao chủ của thánh hà cũng chính là cường giả trí tôn trong thánh vực biết được một nửa chiêu thức của âm dương thiên thư công quyết cũng không có gì là lạ cả nếu như tất cả mọi thứ của cốc tam thông thật sự là lấy được từ trong thánh hà vậy cũng có thể chứng tỏ hắn không phải là thánh tử đều không liên quan đến cổ huyền trần chẳng lẽ tất cả đều là sự trùng hay hợp sao lúc này trên bầu trời nơi thạch thất chim bay giáo rác bỗng đâu một tên thuộc hạ đến trước mặt hồ thanh dương cấp báo tông chủ không hay rồi trưởng môn của đại lục thánh phái đã đến bái kiến rồi hồ thanh dương mặt mày cao có khó chịu quát biết rồi ta sẽ lập tức đi ngay ngươi cứ lui xuống trước đi xong hắn chợt nghĩ mấy thằng tiểu tử này lại không nghe theo mệnh lệnh tự ý chạy lên trên rồi sao tại đại điện của cửu tiêu môn các vị trưởng môn của đại lục thánh phái đã tề tựu đông đủ hồ thanh dương ngồi trên đại điện tức giận hỏi mấy người các ngươi là có ý gì hả khuôn mặt của hắn lộ rõ sự hung dữ hắn gào lên không có mệnh lệnh của ta lại vội vàng không nhẫn nại không sợ bị bại lộ thân phận của nhau sao phía dưới Nam Môn Nghĩa Tông chủ của Thần Viêm Tông mặt mày hớn hở vươn người về phía trước nói, đây dù sao cũng là lần tiếp cận thành công nhất của chúng ta trong hàng nghìn năm nay, mấy người chúng ta lo lắng Tam ca không ứng phó được, có lòng tốt đến giúp sư huynh hoàn thành kế hoạch lớn của chúng ta. Hồ Thanh Dương nghe xong, mỉa mai hỏi lại, ồ, vậy sao? Ta lại thấy các người không phải là lo lắng cho an nguy của ta, mà là sợ ta giấu giếm riêng, mới cố ý đến theo dõi ta. Nghe Hồ Thanh Dương nói thế, Võ Thiên Long, tông chủ của Thiên Kiếm Tông điên máu, nắm tay đập mạnh xuống thành ghế, mắt trợn ngược gào lên, hừ, ngươi biết là tốt rồi tiểu tử cốc tam thông có lai lịch như thế nào ngươi điều tra rõ hay chưa đôi mắt của hồ thanh dương lúc này hằn lên một màu đỏ rực như máu sau đó chỉ thấy võ thiên long bị hồ môn chủ đánh một trưởng hắn đau đớn kêu lên một tiếng Thay thế mấy trưởng môn của đại lục thánh phái hồn vía lên mây cả hồ thanh dương khí nộ sung thiên mặt đầy sắc khí quát lớn từ lúc nào đến lượt ngươi phát ra hiệu lệnh vậy Thay thế ngưu bôn điện chủ của thần đan điện vội vàng giải thích tam đệ đừng trách chúng ta lo lắng nếu như người thẳng thắn công bố với các huynh đệ chúng ta cũng không cần phải mẫn cảm như vậy cốc tam thông này rốt cuộc có lai lịch như thế nào cũng nên nói rõ với chúng ta mới được nghe xong hồ thanh dương có vẻ đã bình tĩnh hơn ngươi và ta đều nghĩ sai rồi âm dương thiên thư của cốc tam không đến từ cảnh ngộ của thánh hà không có liên quan gì đến thánh tử trương trấn sơn ngạc nhiên hỏi lại hắn từ thánh hà đi ra sao hồ thanh dương khẳng định không sai ta đã để vân sơn trưởng lão kiểm tra một lần rồi chứng tỏ hắn nói không phải là giả vân sơn là tâm phúc nhiều năm của ta không dám che giấu ta nghe đến đây trương trấn sơn lộ vẻ thất vọng nói với quang võ minh đi chuyến này vô ích rồi thất đệ rút quang võ minh ngoan ngoãn nghe theo vâng ngũ ca ngưu bôn ngồi tay gẩy bàn tính miệng nói với thanh dương vân sơn trưởng lão đương nhiên sẽ không lừa ngươi nhưng đi vào thánh hà và hắn có phải là thân phận thánh tử hay không không hề xung đột ai nói thánh tử thì không thể đi vào thánh hà chứ võ thiên long tức giận đưa tay đấm lên ngực của mình và nói ngươi đây là có ý gì nhưng trên người của cốc tam thông cũng không có huyết mạch cộng hưởng của ngươi và ta trên đại hội thánh võ bản lĩnh của hắn có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy hết cả rồi đan đạo võ đạo trận đạo của hắn đều rất phi phàm nếu như hắn thông qua được một vài thủ đoạn đóng lại được hơi thở huyết mạch của bản thân thì có thể làm được gì? nghe thấy thế, trương chấn sơn đưa tay chống cằm hỏi lại hơi thở huyết mạch này cũng có thể phong ấn được sao? ngưu bôn nghe xong liền đáp tại sao lại không được? bây giờ các người có thể thử đi, còn có thể cảm nhận được lực huyết mạch của ta hay không? võ thiên long nghe vậy liền vận khí tập trung hỏa lực ở tay lớn để đó cho ta. sau đó hắn đẩy luôn hỏa lực về phía ngưu bôn luồng khí màu vàng đến chỗ ngưu bôn thì bốc lên cao, không hề chạm được vào hẳn. điều đó đồng nghĩa với việc lực huyết mạch của ngưu bôn đã được hắn tự phong ấn người khác sẽ không thăm dò được gì mấy trưởng môn của đại lục thánh phái vô cùng ngạc nhiên thốt lên không có phản ứng đây rốt cuộc là sao chứ sau khi biết được lực huyết mạch có thể bị phong ấn hồ thanh dương cáu kỉnh nói với ngưu bôn ngưu bôn ngươi đừng vòng vo nữa thấy thế ngưu bôn nhếch mép cười rồi hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ giơ lên trước mặt đầy đắc ý nói đây là đan dược nhiều năm ba lấy huyết mạch của bản thân luyện chế chỉ cần dùng đan dược này có thể trực tiếp tránh được cảm nhận của huyết mạch nếu như ta có thể làm được nói một cách khác người bên cạnh cũng có thể song hắn cau mày nói tiếp Ta có một suy đoán táo bạo, Cốc Tam thông chính là Cổ Huyền Trần, nếu như Cốc Tam thông cố ý che giấu thân phận, cũng không phải là không thể. Lúc này, Hồ Thanh Dương không giữ nổi bình tĩnh, hắn lao tới bóp cổ Ngưu Bôn, Ngưu Bôn bị tấn công bất ngờ chỉ biết kêu lên một tiếng đầy đau đớn, người bị đẩy hẳn ra phía sau. Thấy thế, mấy vị trưởng môn đứng đó, chỉ biết trợn mắt, há miệng thốt lên, tốc độ này nhanh thật. Hồ Thanh Dương siết chặt tay vào cổ Ngưu Bôn, ánh mắt long sòng sọc quát lớn, "Ngưu Bôn, ngươi lại lén lút sau lưng ta nghiên cứu loại đan dược này, là có dự định gì vậy?" À, Ngưu Bôn bị siết chặt quá, miệng há hốc, sợ vã mồ hôi, đưa hai tay gỡ tay của Hồ Thanh Dương, hồn hển van xin Tam đệ, à không, Hồ môn chủ, tha mạng, ta chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Lúc này Hồ Thanh Dương mới chịu buông tay, miệng vẫn phát ra mấy âm thanh đầy đe dọa. Ừ, Ngưu Bôn lúc này mới biết mình còn sống, hắn bị nghẹn vì sặc và đau đớn, ho khụ khụ mấy câu. Hồ Thanh Dương vẫn còn quặp năm đầu ngón tay lại, đe dọa Ngưu Bôn mà cũng là để cảnh báo mấy vị huynh đệ đang đứng đó. Nếu như để ta biết được, trong số các người có người hai lòng có biết kết cục như thế nào rồi chứ đám tông chủ của đại lục đại thánh phái chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn đáp để bảo toàn sinh mệnh rồi tính tiếp vâng vâng lúc đó hồ thanh dương có vẻ lấy làm hài lòng rồi hắn lao vút lên không trung cùng một luồng ánh sáng tím bao bọc lấy thân thể nhưng hắn vẫn không quên nói với đám huynh đệ đang sợ vỡ mật kia ngoan ngoãn ở lại đây ta sẽ đích thân đi đối phó với cốc tam thông lúc này cổ huyền trần đang thong dong đi dạo trên con đường mòn trong khu rừng của cửu tiêu môn bỗng đâu trên không trung xuất hiện những lá bùa màu tím nhìn thấy thế cổ huyền trần vô cùng cảnh giác rồi những lá bùa rơi xuống khu rừng mỗi cái dính chặt vào một thân cây phát ra những tia sáng vô cùng quỷ dị rồi một khối băng hình trụ lao thẳng xuống khu rừng tạo thành một kết giới với những con chữ loàng ngoàng chi chít huyền trần thấy thế thầm nghĩ cuối cùng cũng không chịu được rồi sao hồ thanh dương ngay lúc đó hồ thanh dương từ trên không trung đáp xuống trước mặt cổ huyền trần huyền trần nhìn hồ thanh dương bình thản hỏi môn chủ đây là có ý gì vậy hồ thanh dương ánh mắt nanh ác tay vẫn còn giữ luồng khí màu tím nói đây là kết giới trận pháp ta phát minh trừ khi ta chủ động xóa bỏ bất cứ người nào cũng không thể vào đây hoặc là chạy trốn ra ngoài huyền trần nhìn hắn hỏi Hửm. vậy là môn chủ đây muốn thăm dò công lực của ta sao hồ thanh dương nhìn huyền trần ánh mắt đỏ rực như máu gàn giọng ta chỉ hỏi ngươi một lần ngươi có phải là cổ huyền trần không hả cổ huyền trần con người thủ thế tung trưởng về phía hồ thanh dương rồi nói với giọng đầy khiêu khích bây giờ mới phát hiện ư có phải là quá muộn rồi hay không dứt lời anh giơ tay tạo ra một luồng bạch khí lao thẳng về phía hồ thanh dương hồ thanh dương cất tiếng cười lớn và né qua một bên hắn nói lớn lá gan cũng không nhỏ đấy lại dám lén lút đi vào trong thánh vực trả trách đại lục thanh vân khắp nơi đều không tìm thấy tung tích của ngươi huyền trần nhìn hắn tức giận khẳng định xem ra người mặc áo dài đen trong hà đồ của thanh vân sơn chính là ngươi rồi hồ thanh dương cũng lao vào tấn công cổ huyền trần hắn nói không hổ danh là học được âm dương thiên thư từ chỗ của phụ vương quả thật đáng để ta phải ra tay hôm nay nếu như đem ngươi chém chết nhất định sẽ làm hư đại kế nắm giữ thánh vực của ta cổ huyền trần vẫn công lực đẩy hắn ra xa tỏ ý coi thường và cất giọng khiêu khích ngươi quả thật là có mấy phần năng lực chỉ đáng tiếc Hôm nay người mà ngươi gặp lại là ta, bởi vậy ngươi hãy bỏ cái giấc mộng làm bá chủ thánh vực đi là vừa đấy. Thế rồi Cổ Huyền Trần và Hồ Thanh Dương, môn chủ của Cửu Tiêu môn bắt đầu giao chiến với nhau. Anh ra sức nắm chặt lấy tay của Hồ Thanh Dương, nhưng Hồ Thanh Dương không phải là đối thủ tầm thường. Hắn tự tin cười lớn và nói với Cổ Huyền Trần bằng giọng đầy khiêu khích, hy vọng tiểu tử ngươi sở hữu thực lực ngang bằng với lời nói ngông cuồng. Rồi Hồ Thanh Dương dễ dàng đẩy Cổ Huyền Trần ra. Hồ Thanh Dương cười một cách xảo quyệt, lên tinh thần cho trận giao chiến căng thẳng, khởi động được rồi đấy, có thể bắt đầu rồi. Hồ Thanh Dương bắt đầu khiêu chiến, hắn bay lên cao, cả người hắn phát ra một thứ ánh sáng màu tím còn cổ huyền trần đứng bên dưới ngước lên nhìn hồ thanh dương đưa bốn ngón tay chạm vào nhau miệng nhẩm nhẩm thái huyền trận pháp vừa dứt lời cả không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng chói lòa cổ huyền trần lấy hai tay chắn mặt người ở tư thế vững chắc để tránh bị thứ ánh sáng kia hất bay khi cổ huyền trần ngước lên nhìn thì ngạc nhiên một trận pháp gì với ba hình tròn với ba màu sắc khác nhau hiện ra còn hồ thanh dương thì bay ở trên không điều khiển trận pháp trận pháp đó của hồ thanh dương chính là tam cực thương vực nó là sự kết hợp của ba hình tròn bên trong là những hình dạng khác nhau gồm có màu tím màu đỏ và màu xanh ba trận pháp đó kết hợp lại hồ thanh dương rất tự tin khoanh tay bay trên không đứng giữa trận pháp như đang chờ đợi cổ huyền trần xông vào cổ huyền trần không hề tỏ ra xem nhẹ trận pháp này đồng thời có vẻ rất có hứng thú với nó trận đạo này ngược lại là đáng để bổn tọa phá anh không trần trừ một giây một phút đưa tay tay ra và hô kiếm đầu cả cánh tay cổ huyền trần lập tức phát ra ánh sáng vàng rực một thanh kiếm dần xuất hiện cổ huyền trần nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay rồi vụt xông thẳng về phía của hồ thanh dương dường như đúng như mọi dự tính của hồ thanh dương khi thấy cổ huyền trần xông lên hắn nhếch nhép cười hư từ trong trận pháp màu đỏ của hồ thanh dương vô số thanh kiếm rơi xuống như mưa tuôn cổ huyền trần dùng thanh bảo kiếm của mình để chiến đấu đôi bàn tay nhanh thoăn thoát chỉ trong chốc lát chém đứt những thanh kiếm kiếm rơi từ trận pháp của hồ thanh dương đứt thành vô số mảnh thậm chí cổ huyền trần còn dùng đến thuật phân thân để đối phó với trận điện này thấy cổ huyền trần có vẻ đã vượt qua được hồ thanh dương nghiến răng cau có mặt mày tức giận vô cùng hồ thanh dương đứng đó còn cổ huyền trần vẫn ra sức chiến đấu với đôi mắt thần kỳ của mình dường như cổ huyền trần đã nhận ra điều gì đó có chỗ hở cổ huyền trần thấy trong trận pháp màu tím có thứ gì đó giống như một con mắt anh lập tức dùng kiếm tấn công vào đó nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cổ huyền trần nghĩ anh ngạc nhiên nhìn vào trận pháp hồ thanh dương bỗng nhiên nhắm mắt lại miệng lẩm nhẩm đàn hồi ngay tức khắc toàn thân hắn phát ra một màu đỏ trong trận pháp có một luồng sức mạnh phát ra cùng theo đó là vô số đá to đá nhỏ bay ra khiến cho cổ huyền trần không kịp trở tay anh bị luồng sức mạnh đó đẩy bay xuống nền đất nhưng cũng may cổ huyền trần đã kịp cổ huyền trần vẫn có thể chống cự nên không bị ngã cổ huyền trần chống tay xuống đất vẻ mặt rất tức giận hồ thanh dương trông thấy cổ huyền trần bị trận pháp đánh ngã thì buông lời chế diễu rồi đắc ý tự khen đúng là quá ngây thơ trận pháp này của ta kiêm tấn công và phòng thủ cộng thêm pháp nhãn ở giữa có thể nói là trận thuật mạnh nhất toàn phương vị không có góc chết hồ thanh dương còn tự tin nói với cổ huyền trần cho dù ngươi có võ đạo cao siêu cũng không thể làm ta bị thương được đâu dẫu bị đánh ngã nhưng cổ huyền trần không hề có ý định bỏ cuộc anh cầm kiếm bay lên tiếp tục chiến đấu cổ huyền trần một lần nữa dùng thuật phân thân dốc sức tấn công hồ thanh dương hồ thanh dương thấy thế vẫn bày ra bộ mặt coi thường Tốc độ nâng cao rồi, nhưng mà vô dụng. Hồ Thanh Dương vừa gồng tay lên để điều khiển trận pháp, vừa lớn tiếng chế giễu của Huyền Trần, muốn dựa vào điểm này để công kích đánh lui ta. Ngươi còn non một chút, vừa tung đòn cổ Huyền Trần lại bị trận pháp của Hồ Thanh Dương làm cho bất ngờ. Khuôn mặt cổ Huyền Trần trở nên căng thẳng, không ổn. Tức khắc hàng loạt mũi tên lao về phía cổ Huyền Trần, cổ Huyền Trần nhanh trí, khéo léo né tránh từng đợt tấn công của các mũi tên. Còn Hồ Thanh Dương trong bộ dạng đó của cổ Huyền Trần không ngừng hả hê, há miệng cười lớn, thích thú. Cổ Huyền Trần. Bộ dạng ngươi vùng vẫy thật đúng là khiến người khác cảm thấy hưng phấn, Cổ Huyền Trần vừa né tránh những đòn tấn công của trận pháp, vừa ngẫm nghĩ phân tích, trong kiếm chiêu lại bao hàm lực hỏa phải sao, nếu như bị đánh trúng có lẽ lập tức sẽ tan tành mây khói ngay. Về phía Hồ Thanh Dương thấy Cổ Huyền Trần không tấn công được thì có vẻ hắn đã muốn dùng đòn quyết định để tiêu diệt Cổ Huyền Trần, thật đúng là nhàm chán, xem ra, ngươi cũng chỉ có chút năng lực này mà thôi. Ngay sau đó Hồ Thanh Dương vùng bàn tay của mình ra đòn công kích ác liệt, đi chết đi, lần này không hề đơn giản những mũi tên khổng lồ từ trong trận pháp màu tím bay ra cổ huyền trần liếc nhìn thì vô tình đã bị mũi tên làm cho bị thương phun máu ra ngoài cổ huyền trần kêu lớn đầu đau đớn dẫu thế cổ huyền trần vẫn cố gắng chống cự thoát khỏi sự truy đuổi của những mũi tên hồ thanh dương chỉ đứng trên không tay cầm ngọn lửa màu tím vui vẻ quan sát cổ huyền trần hắn mắng chửi mỉa mai cổ huyền trần tập được âm dương thiên thư toàn quyền thì đã sao đến cuối cùng còn không phải thua trong tay của ta sao nếu như từ khi bắt đầu nguyên ngoan ngoãn giao ra toàn quyền đâu cần phải rơi vào kết cục như vậy rồi hắn đưa tay về phía sau dồn hết sức mạnh chuẩn bị ra đòn cuối cùng với cổ huyền trần đừng trách người ca ca như ta tàn nhẫn cổ huyền trần vẫn đứng một chỗ anh đang ngẫm nghĩ gì đó ánh mặt của cổ huyền trần bỗng lóe sáng lên đúng vậy cổ huyền trần đã nhìn ra sơ hở trong trận pháp của hồ thanh dương vì thế trước đòn tấn công mạnh mẽ của hồ thanh dương cổ huyền trần đã có thể chống trả mau lẹ dễ dàng nhìn thấy thế hồ thanh dương ngạc nhiên không tin vào mắt mình cau mày cái gì cổ huyền trần lật ngược tình thế không những không bị thương trước sự công kích của hồ thanh dương và còn xông lên phản công giờ đây đến lượt cổ huyền trần khiêu khích cười nhạo hồ thanh dương động hủ với bổn tọa buông lỏng cảnh giác có thể sẽ là chí mạng đấy cổ Huyền trần một tay cầm bảo kiếm để sau so lưng tay còn lại dùng pháp lực tấn công vào trận pháp của hồ thanh dương ánh mặt của cổ huyền trần sắc lạnh mếch mép cười cổ huyền trần sử dụng lôi thôn động sát để phá vỡ trận pháp anh giơ tay lên không ngần ngại vạch trần lỗ hổng trong trận pháp của hồ thanh dương ánh mắt cản trở này phải lấy xuống mới được hồ thanh dương nghe vậy thì kinh ngạc tức giận đỏ mặt người hồ thanh dương nổi cáu càng tấn công quyết liệt hơn hắn còn ra vẻ nhắc nhở cổ huyền trần ngươi đừng có mà có kiêu ngạo như vậy cổ huyền trần không thèm bận tâm chỉ chú tâm vào phản công anh làm một cú lộn nhào xoay tròn rồi lập tức chạy với tốc độ chóng mặt một trận pháp màu tím của hồ thanh dương đã bị cổ huyền trần phá hủy hắn đứng trên không với hai trận pháp còn lại vẫn tỏ ra kêu căng tự mãn mặc dù rất tức giận sao ngươi lại sợ rằng ngươi đã bị ta cổ huyền trần liếc nhìn hắn coi thường khinh bỉ nhưng đầu dựa vào bảo kiếm nói ra mấu chốt của trận pháp đôi mắt đó không chỉ là góc nhìn của toàn phương vị tác sự thật sự của nó thật ra là thuật mê ảo đúng không hồ thanh dương nghe xong lời của cổ huyền trần nói thì tức giận tím người không nói lên lời cổ huyền trần tiếp tục vạch trần âm mưu của hồ thanh dương ngươi cố ý để ta cảm thấy tác dụng của nó là giám sát công kích bổn tọa và gọi là pháp trận phòng ngự tiến hành chặn lại cổ huyền trần vừa nói trong đầu vừa hồi tưởng lại kết cấu của trận pháp và cảnh tượng hồi nãy trên thực tế tác dụng thật sự là làm ảnh hưởng thuật mê ảo chỉ cần nhìn thẳng vào nó thì nhất định sẽ bị trúng tiêu hồ thanh dương kinh ngạc khi trận pháp hoàn hảo như thế mà cổ huyền trần có thể nhìn thấu được hắn thắc mắc hỏi cổ huyền trần từ lúc nào mà ngươi nhìn thấu được vậy cổ huyền trần vui vẻ nói cho hắn nghe từ khi bắt đầu chỉ là suy đoán rồi cổ huyền trần chỉ ra lỗ hổng sơ hở của hắn nhưng mỗi lần chỉ cần vị trí pháp trần ở giữa phản ứng của ngươi lớn rất kịch liệt xem ra ngươi thà là để cơ thể của bản thân mình bị thương cũng không muốn nó biến mất bổn tọa để ý điểm này con mắt này mới là nội tình của trận pháp ngươi những lời mà cổ huyền trần nói đều chạm vào đúng tim đen của hồ thanh dương hắn câm nín giận dữ không nói được lời nào cổ huyền trần rất đắc ý khi những suy luận của mình là chính xác giống như bổn tọa suy đoán pháp trận sau khi bị xóa bỏ căn bản không bị thương chút nào tất cả những gì vừa nãy chỉ là thuật che mắt dẫu mọi kế hoạch trước đó đã bị cổ huyền trần phát hiện nhưng ngay sau đó hồ thanh dương lại phá lên cười lớn hắn cũng phần nào công nhận tài năng của cổ huyền trần vạn năm rồi ngươi vẫn là người đầu tiên nhìn thấu được chiêu thức này của ta ở trong thánh vực lại có thể ép ta vào tuyệt cảnh như vậy rồi hắn không từ bỏ hắn quyết định phải khiến cho cổ huyền trần nếm mùi thất tại ngã gục dưới chân hắn vậy thì để cho ngươi xem thử sát thủ giản thật sự của ta hai tay của hồ thanh hải chạm vào nhau luồng sức mạnh phát ra lập tức hai trận pháp màu xanh và màu đỏ hợp lại làm một hồ thanh dương kêu lên một tiếng Cổ Huyền Trần thấy vậy kinh ngạc, à. Hồ Thanh Dương kết hợp trận pháp thì mọc thêm một cánh tay khổng lồ, trông đáng sợ vô cùng, hắn tự tin lên giọng: "Ta nhất định sẽ để ngươi chết có ý nghĩa." Cánh tay khổng lồ của Hồ Thanh Dương chứa những móng vuốt sắc nhọn tấn công về phía Cổ Huyền Trần, anh vội vàng né ra chỗ khác, mặt đổ mồ hôi, có phần căng thẳng, đem huyết mạch của toàn thân thiêu cháy, trong chớp mắt lực công kích lại tăng lên, đến Cổ Huyền Trần cũng phải công nhận sự lợi hại của trận pháp này, công kích này mạnh thật, đây không phải là lực pháp tác bình thường có thể diễn hóa ra được công pháp tuyệt chiêu, Cổ Huyền Trần cũng không nhường bước anh cần thanh bảo kiếm xông lên chống trả vô số thanh kiếm được tạo ra tiến về phía hồ thanh dương nhưng với sức lợi hại của cánh tay khổng lồ hồ thanh dương đã chặn được những thanh kiếm mà không tốn chút sức lực nào đỡ được đòn tấn công của cổ huyền trần hồ thanh dương hà hê chê bai năng lực của cổ huyền trần cổ huyền trần ngươi chỉ có như vậy thôi sao chút tài năng thấp kém này có thể không hoàn thành được lời nói hùng hồn trước đây của ngươi đâu cổ huyền trần chửi thẳng vào mặt hắn ngu xuẩn hồ thanh dương ngơ ngác anh nói cho hồ thanh dương bí mật động trời không ai nói cho ngươi biết sau khi lắp tay giả tốc độ của ngươi thật sự rất chậm sao nghe được điều này hồ thanh dương lo sợ toát mồ hôi không để hồ thanh dương kịp hoàn hồn cổ huyền trần đã cho hắn thấy sức mạnh của cái tài năng thấp kém mà hắn nói cổ huyền trần tung chiêu cực mạnh gây ảnh hưởng tới cả núi rừng làm cho hồ thanh dương bay ra xa sức lực bị suy yếu không thở nổi phù phù hồ thanh hải bị đánh ngã thì cau mày nghiến răng tức giận đáng ghét động tác của tiểu tử đó quá nhanh dùng rừng cây để che chắn lại phát động công kích bất ngờ nhận ra tình thế của mình không ổn hồ thanh dương có ý định rút lui nhưng xui xẻo thay hắn không thể nào thoát ra được khỏi tầm ngắm của cổ huyền trần anh quyết tâm phải bắt hồ thanh dương cho bằng được muốn chạy trốn bổn tọa ngược lại muốn xem thử ngươi trốn đến nơi nào đây thế rồi cổ huyền trần giơ hai ngón tay lên tạo ra một trận pháp kinh thiên động địa lay chuyển cả đất trời khiến mọi thứ như bị hút lại đến ngay cả nước cũng bay lên tung tóe khỏi mặt biển cảm nhận được điều gì đó khác thường hồ thanh dương kinh hãi chờ đã luồng sức mạnh này cổ huyền trần đắc ý cười nham hiểm nói huyền hồn chú linh sức mạnh trong trận pháp của cổ huyền trần trông đen tối kinh dị đã làm chấn động mọi nơi luồng sức mạnh đó không ngừng phun lên cao đến ngay cả cốc trà của nam môn nghĩa ở viêm tông cũng bị lay chuyển nam môn nghĩa thấy thế thì kinh ngạc đây rốt cuộc là sao sao lại có dao động linh lực mạnh đến như vậy luồng sức mạnh trong trận pháp của cổ huyền trần còn làm kinh động đến cả cửu tiên môn trương trấn sơn cảm nhận thấy tà ma tức giận gào thét đây là ma khí cửu tiên môn sao lại xuất hiện ma khí mạnh như vậy lẽ nào là ma tộc xâm nhập rồi sao cổ huyền trần khoanh tay đứng giữa trận pháp nói với hồ thanh dương nếu như ngươi đã muốn lấy được ấm dương thiên thư đến như vậy bổn tọa sẽ để cho ngươi toàn quyền thế rồi cổ huyền trần bay lên giữa trận pháp một số những thanh kiếm từ Trần Pháp bay ra, Hồ Thanh Dương sợ hãi, lo lắng, Cổ Huyền Trần cười nhẹ và giơ tay lên ra hiệu, ngay lập tức, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đỏ rực bay về phía Hồ Thanh Dương làm cho Hồ Thanh Dương không kịp trở tay, kết quả là Hồ Thanh Dương bị những thanh kiếm làm cho trọng thương, hắn bị hất bay lên cao thì đau đớn kêu gào thảm thiết, Cổ Huyền Trần hai mặt đỏ rực, nụ cười ớn lạnh dùng đôi bàn tay đầy ma thuật của mình hành hạ Hồ Thanh Dương, sức mạnh của bàn tay, Hồ Thanh Dương bị Cổ Huyền Trần cho bay lên cao rồi lại hất xuống đất làm cho ma khí từ người Hồ Thanh Dương bay ra, cộng thêm với đau đớn từ những thanh kiếm kia mang lại hồ thanh dương không chịu đựng nổi kêu gào lên hồ thanh dương không ngừng kêu la rất thê thảm như vậy mới có thể thỏa mãn sự ma quái trong người cổ huyền trần có lẽ là nên dùng như vậy ma khí bay ra khắp nơi trong vô cùng kinh hãi khi hồ thanh dương yếu ớt còn chút hơi tàn thì cổ huyền trần mới dừng tay anh từ trên cao bay xuống khói bụi mịt mờ hồ thanh dương nằm im trong màn khói bụi không tin vào những gì vừa diễn ra không tin mình lại bại dưới tay cổ huyền trần không tin cổ huyền lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy sao có thể chứ ta lại Cổ Huyền Trần tiến gần về phía Hồ Thanh Dương, Hồ Thanh Dương nằm thoi thóp dưới chân của anh, hắn hồn hề nói với Cổ Huyền Trần, tại sao không giết ta? Cổ Huyền Trần tỏ vẻ lạnh lùng nhìn hắn, không có tại sao, bổn tọa từ trước đến nay giết hay không đều tùy tâm, đây chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi. Nói xong ánh mặt của Cổ Huyền Trần bỗng trở nên long lanh, anh luôn khắc cốt ghi tâm những lời nói của mẹ mình. Trần Nhi, xin con đừng giết họ. Cổ Huyền Trần có thể tha chết cho Hồ Thanh Dương, tuy vậy điều đó cũng không đồng nghĩa với việc sẽ để hắn sống yên ổn thế nên cổ huyền trần cầm ra một viên gì đó màu tím và nói nhưng mà ngươi dùng trăm phương nghìn kế để hại bổn tọa cho dù là huynh đệ ruột cũng phải tính sổ rõ ràng biết được cổ huyền trần không hề có ý gì tốt đẹp hồ thanh dương hoảng hốt sợ hãi kêu la chờ đã ngươi muốn làm cái gì không để hắn nói nhiều cổ huyền trần đã nhét viên thuốc và bịt miệng hắn lại để cho hắn nuốt xuống hồ thanh dương không nói gì được chỉ dãy dụa và kêu thảm thích không thành lời khi thuốc đã ngấm vào trong người hồ thanh dương ngất đi bất động sau khi xử lý xong hồ thanh dương Cổ Huyền Trần lại có những tính toán khác. Vậy tiếp theo thì còn lại 6 con chuột cần phải xử lý có đúng không? Cảnh lại chuyển đến thánh địa của cửu tiêu môn. Cổ Huyền Trần tạo ra lốc xoáy ma thuật tiến vào cửu tiên môn. Một đệ tử nhìn thấy thế vội hét lên: Các ngươi nhìn kìa, kia là cái gì? Diệp Thiên Ngữ thấy thế liền nhận ra ngay, đây là ma khí. Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì một đệ tử khái hốt hoảng chạy đến thông báo, không ổn. Nhanh quay lại thiên điện sau núi, môn chủ xảy ra chuyện rồi. Các đệ tử ai nấy đều nhanh chân chạy đến thiên điện sau núi bỗng chúc cả cửu tiêu môn chìm trong hỗn loạn tại thiên điện trong một căn phòng hồ thanh dương đang nằm bất tỉnh một chỗ các trưởng lão và các đệ tử đều đến chạy đến xem xét tình hình thấy hồ thanh dương thê thảm như vậy mọi người không khỏi ngạc nhiên thắc mắc đây rốt cuộc là sao môn chủ bị làm sao vậy hồ thanh dương thương tích đầy mình mặt may bị chảy xước nằm im vân sơn sư tôn không biết đã chứng kiến sự việc như thế nào ông chậm rãi vừa vuốt râu vừa kể cho mọi người nghe lục đại thánh phái cấu kết với ma tộc hạ độc môn chủ muốn đánh lén môn chủ may mà cốc tam thông vạch trần ở ngay tại chỗ mới tạm thời giữ được tính mạng cho môn chủ mọi người ở đó nghe xong lời của vân sơn sư tôn nói thì ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc có rất nhiều những lời bàn tán ra vào với những thái độ biểu cảm khác nhau là tam thông đã cứu môn chủ rồi sao có người lại tỏ ra nghi ngờ một mình hắn lại có thể khiêu chiến trưởng môn của sáu phái sao tam tông lại hại như vậy sao nghe vân sơn trưởng lão nói sự thật xong các vị trưởng lão trưởng môn và các đệ tử của cửu tiêu môn đều triệt để phẫn nộ đáng ghét mà xem ra là bọn họ là đố kỵ chúng ta lấy được hạng nhất ở trong hội võ thành phái nên bọn họ mới âm thầm dùng chiêu nham hiểm một trưởng môn khác cũng đồng tình hết sức cáu giận mà nói tiếp ta đã nói mà lục đại thánh phái kia tại sao lại vô duyên vô cớ đến bài sơn thì ra là có ý đồ khác tên như bôn kia đến từ đan thần điện có lẽ là hắn ta đã hạ độc môn chủ thiên mặc trưởng lão lao lên dẫn đầu mà hô hào mọi người chuyện đến mức này rồi chi bằng chúng ta hãy trực tiếp bắt bọn họ để báo thù cho môn chủ đi các đệ tử tiêu môn phía sau cũng nhiệt tình hưởng ứng đúng đúng bắt bọn họ báo thủ cho môn chủ thiên phong trưởng lão bình tĩnh mà cản ngăn mọi người ông nói lý lẽ cho mọi người đồng thời trần an họ không được manh động hành động khinh suất chúng ta bây giờ là rồng mất đầu nếu như tùy ý hành sự chỉ sợ là tìm đến cái chết một cách vô ích đây lại vừa đúng theo mong muốn của vân sơn trưởng lão thiên phong trưởng lão nói xong vân sơn trưởng lão mới đề đạt ý kiến các vị vân sơn ta có lời này muốn nói vân sơn trưởng lão lúc này mới từ tốn mà nói ra ta muốn tiến cử cốc tam thông là người lựa chọn cho vị trí môn chủ tiếp theo vân sơn trưởng lão khẳng khái tiếp lời dẫn dắt chúng ta cùng nhau tiêu diệt mọi kẻ địch thiên phong trưởng lão thiên mặc trưởng lão cùng các trưởng môn các đệ tử của cửu tiêu môn đều sững sờ mà đồng thanh thốt lên cái gì cơ để cho cốc tam thông làm trưởng môn sao thiên phong trưởng lão cũng sừng sốt mà hỏi lại sư tôn nhân tài của cửu tiêu môn xuất sắc thật đấy nhưng hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử mới nhập môn cho dù là thiên phú có cao đến đâu sao có thể làm môn chủ được chứ thiên mặc trưởng lão cũng đồng tình với thiên phong trưởng lão ông nói lớn đúng đấy cốc tam thông không có tư cách này hắn dựa vào cái gì chứ thấy hai vị trưởng lão có vẻ mạnh mẽ phản đối Vân Sơn trưởng lão lại đưa ra lý do thuyết phục hơn, tình hình hiện tại nguy cấp, sáu trưởng môn vẫn đang còn đợi ở đại điện, nếu như ngươi dẫn dắt trên dưới cửu tiêu môn đi báo thủ cho môn chủ, Vân Sơn ta sẽ là người phục ngươi đầu tiên, Thiên Mặc trưởng lão mới hỏi Thiên Phong trưởng lão, lời Vân Sơn trưởng lão nói, huynh thấy thế nào? Thiên Phong trưởng lão có chút do dự, ờ, cái này, hừm, sau đó, ông suy ngẫm mồi hồi lâu thật kỹ, sư tôn Vân Sơn nói rất có lý, nếu như chúng ta có thể một kích tóm lấy trưởng môn của Lục Đại Thánh phái còn tốt, còn nếu như không thể, đó chính là công khai trở thành kẻ địch với lục đại thánh phái nếu như thất bại rồi cần phải đẩy ra một người gánh vác sự phẫn nộ của lục đại thánh phái thôi suy nghĩ một hồi thiên phong trưởng lão cuối cùng đưa ra quyết định ông nói ta đồng ý với lời của sư tôn nếu như lần này bắt được trưởng môn của lục đại thánh phái ta bằng lòng thừa nhận vị trí môn chủ của cốc tam thông nói rồi thiên phong trưởng lão gằn giọng mà đe dọa nhưng mà nếu như có sự tổn thất gì chưa để cho thiên phong trưởng lão nói hết câu cổ huyền trần đã ngắt lời luôn nếu như có tổn thất gì một mình do bổn tọa làm không có liên quan gì đến cửu tiêu môn hết thấy lời khẳng định chắc nịch đó của cổ huyền trần thiên phong trưởng lão cũng an tâm tốt hiếm khi ngươi có phần gánh vác này nếu đã như vậy thiên phong ta bằng lòng đi cùng ngươi báo thủ cho môn chủ thiên mặc trưởng lão bổ sung thêm nếu như thiên phong sư huynh đều đã nói như vậy chúng ta cũng sẽ bằng lòng đi theo ngươi thấy các vị trưởng lão đều đồng lòng như thế các đệ tử của cửu tiêu môn cũng đoàn kết hô vang báo thủ cho môn chủ cổ huyền trần vô cùng hài lòng với kết quả này anh nói lời cảm ơn thế thì đa tạ các vị trưởng lão đây đã tin tưởng ta anh thầm nghĩ thân phận của chủ thánh hà mặc dù có quyền lực rất lớn nhưng những sức mạnh điều động quyền lực này chỉ có đặt ở trong bóng tối mãi mãi không thể trực tiếp lấy ra bên ngoài được anh lại nghĩ tới mẫu thân của anh mẫu thân đã từng nói nhân tộc và ma tộc còn có không ít thế lực nhòm ngó vào huyết mạch thánh chủ nếu như không đem những thế lực đó diệt tận gốc cho dù là giải cứu được mẫu thân cũng chỉ là thêm nhiều phiền phức chi bằng dùng sức mạnh của cửu tiêu môn mở rộng thế lực ở thánh vực đứng vững hơn nữa cổ huyền trần tiếp tục ngẫm nắm giữ thế lực của thánh vực vậy thì bắt đầu phải từ cửu tiêu môn suy nghĩ sau một hồi lúc này cổ huyền trần hô lớn ra lệnh xuất quân chúng ta đi thôi ở phía đại điện cửu tiêu môn lục đại thánh chủ đang vào võ đứng đợi tin tức của môn chủ tiêu môn tên võ thiên long lo lắng nói hắn ra ngoài lâu như thế hay là đi xem thử xem sao đang chuẩn bị đi tìm hiểu sự tình thì cửu tiêu môn do cổ huyền trần dẫn đầu đi tới tiếng bước chân chạy dồn rập, rào rào đám lục đại tông chủ này ngơ ngác ủa chuyện gì vậy hai bên đứng đối đầu nhau phía cửu tiêu môn nhìn lục đại tông chủ kia bằng sự hàn học tức giận vân sơn trưởng lão nghiêm nghị mà nói các vị đây còn không chịu giơ tay chịu trói hay sao sáu tông chủ đứng im như tượng chẳng hiểu vân sơn trưởng lão đang nói gì tên trương chấn sơn bèn gầm gừ lên tiếng cửu tiêu môn các người muốn làm cái gì hả muốn trở thành kẻ địch với lục đại thánh phái chúng ta hay sao hả thiên mặc trưởng lão dẫn đầu lao lên ông quát lớn mắng nhiếc lục đại thánh phái kẻ địch sao rõ ràng là ngươi hạ độc môn chủ rồi tính kế với môn chủ của chúng ta trước chẳng lẽ còn ở đó hy vọng chúng ta lấy lễ để đối đãi các ngươi à trương chấn sơn ngơ người hạ độc sao hắn biểu cảm như thế đúng thôi vì người giết hại môn chủ là cổ huyền trần hắn dường như phát giác được nên ngay lập tức bắn ánh mắt sắc lạnh qua nhìn cổ huyền trần hừng là ngươi sao cổ huyền trần nhìn thấy ám thị trong ánh mắt của trương trần sơn anh cũng hà hê mà ám thị lại là bổn tọa ta thì đã sao nào võ thiên long tức tối lao lên hắn giơ thanh giáo mà nhằm thẳng cổ huyền trần đồng thời quát lớn đừng có phí lời với hắn nhiều như vậy làm gì nữa mau động thủ đi tên nam môn nghĩa cũng hùng hồn giơ vũ khí lên sẵn sàng nghênh chiến mau chịu chết đi cổ huyền trần không chút nao núng anh đứng im chắc chắn trong từng chiêu thức sau đó anh tung chiêu mà không cần dịch chuyển hai tên võ thiên long và nam môn nghĩa bị chiêu thức này của cổ huyền trần làm cho ngã văng ra hai tên đều đau đớn mà kêu ầm lên lực đấm từ chiêu thức của cổ huyền trần tiếp tục tấn công liên tiếp không có ý định buông tha cho hai tên kia và đồng nghĩa với điều đó hai tên môn nghĩa và thiên long bị hành cho ra bã tiếp theo trước mặt lục đại thánh kia cổ huyền trần lại ung dung nói tiếp trước tiên ta sẽ giải quyết hai tên đã chỉ thấy cổ huyền trần nhẹ nhàng xuất chiêu gì đó trương trấn sơn quang võ minh và lâm chiến thiên đều đứng chôn chân mà nhìn cổ huyền trần búng vài ngón tay vô cùng nhẹ nhàng chiêu thức cũng từ đó mà tuôn ra tên võ thiên long cùng nam môn nghĩa đau đớn gắng gượng mà chống tay đứng dậy hai tên này chống đỡ nhọc nhằn vừa đỡ chiêu vừa mắng mỏ đáng ghét nam môn nghĩa bất lực nói với võ thiên long tiểu tử nãy võ đạo kinh người ngươi trái ta phải phối hợp công kích không được phép sơ ý võ thiên long cũng đồng tình mà hạ quyết tâm hừng ta biết rồi hai tên này chưa kịp tổ chức tấn công lại cổ huyền trần thì đã bị chiêu của anh nắm chặt lấy cổ chân võ thiên long cùng nam thiên môn sững sờ không thể cử động được cổ huyền trần trói hai tên này chơi đùa bọn chúng một cách dễ dàng anh nói với hai tên này còn có sức lực mà đứng dậy sao xem ra vẫn chưa chịu khổ đủ rồi thế rồi cổ huyền trần lại ung dung điều khiển hai nắm đấm kia của mình hai tên nam môn nghĩa và thiên long bị hành cho tơi tả chúng bị vật bên nọ ném bên kia hết sức tội nghiệp biết bao thế rồi tên võ thiên long chợt hét lớn lên vì quá đau ôi chân của ta rắc khớp gối hắn bị bẻ gãy luôn nghe thôi cũng thấy đau dùng cổ huyền trần rất thư tái sau khi nghe thấy tiếng gãy xương vừa rồi anh nói lần này bổn tọa nghe êm tai hơn nhiều rồi thấy hai tên môn nghĩa và thiên long bị đánh cho không ngóc đầu lên được như thế tên lâm chiến thiên và quang võ minh cũng hùng hổ xông lên để trả thù hai tên này hô lớn lên tên quang võ minh cũng sát cánh hợp lực cùng ngũ ca của hắn thế nhưng vân sơn trưởng lão đã tiến lên trước ông rất nghiêm nghị mà nói với hai tên này đối thủ của các ngươi là chúng ta giải quyết xong hai tên môn nghĩa và võ thiên long lúc này cổ huyền trần một mình đứng đối diện với tên trương trần sơn anh nói với hắn ta trước đây ngoài vạn bao la người dùng linh lực để nhìn lén bổn tọa có phải chính là ngươi đúng không tên trương chấn sơn gào lên hắn vừa xuất chiêu vừa thét bớt phí lời lại đi hắn ta hùng hồn khởi động sức mạnh của hắn ta hôm nay không phải ngươi chết thì ta sẽ chết có thế thôi một vầng sáng lan tỏa chiêu thức của tên này đang ầm ầm đổ ập xuống nơi cổ huyền trần đang đứng cổ huyền trần vẫn không dao động anh phóng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về hướng chiêu thức của trương chấn sơn đang lao đến hai bên bắt đầu lao nhanh vào nhau chợt cổ huyền trần thấy mình đang đứng trong môi trường xa lạ anh nhìn xung quanh rồi lại thầm mỉa mai trương trấn sơn lấy phương pháp trận bàn để hút bổn tọa vào rồi sao quanh người cổ huyền trần lại thấy những cánh tay man dại với lên phía trên cổ huyền trần lại nghĩ hừm phủ lên con rối tượng đất của lực pháp tác sao phía dưới cố huyền trần đang phải đối mặt với những thứ kỳ dị thì tên trương trấn sơn lại đang lơ lửng trên không hắn ta hùng hổ tự tin mà lao về phía cổ huyền trần đồng thời hắn nói lớn nếu như ngươi đã đánh bại được tên hồ thanh dương thì có nghĩa là phải để ngươi được hưởng thụ chế độ đãi ngộ cao nhất rồi hắn ta nghĩ thầm hừm đây chính là trận pháp mà cả đời này ta đặc biệt nhắm vào hồ thanh dương mà nghiên cứu không ngờ lại dùng lên trên người của tên này hắn ta lao nhanh tới cổ huyền trần cốc tam không nhà ngươi mau đi chết dưới thần binh con rối này của ta đi cổ huyền trần vô cùng bình tĩnh anh phải nhẹ thanh gươm để ngăn chặn người dối gỗ tới tấn công người dối xuất hiện phía sau thì cổ huyền trần phải tay phía sau đám người dối gỗ lao về phía trước người anh thì anh vung kiếm về phía trước những nhát kiếm vung lên dứt khoát và rành mạch đám người dối bị chém lia lịa tên trương trấn sơn thấy vậy thì hô lớn lên thuẫn sát cổ huyền trần chỉ cười khẩy mà đáp hắn chỉ chút bản lĩnh này thôi sao tên trương trấn sơn ngỡ ngàng ngơ ngác và sững sờ không biết phải làm gì nữa cổ huyền trần lúc này đã dồn tâm sức để tung chiêu cuối dường như anh muốn kết liễu tên này luôn cổ huyền trần giơ hai ngón tay lên và điểm chỉ sau một hồi anh thét lớn phá à, luồng sức mạnh lan rộng ra đánh bay những tên người dối gỗ tên trương trấn sơn nghiến răng mà bực bội lao tới hắn ta không biết lượng sức mình lao lên như con thiêu thân hắn bất lực mà nghĩ thực lực của hắn ta sao lại khủng bố như vậy chứ tuyệt đối không thể lấy trứng trọi đá bằng một chiêu thức nào đó đám người dối như được tiếp thêm sức mạnh chúng lao lên như ma nói giữa đám đông người dối trương chấn sơn phía sau tiếp tục tiếp thêm sức mạnh ma quái cho lũ người dối kia cổ huyền trần đứng giữa đám lùm xùm đó vẫn không chút dao động anh chỉ cười khinh bỉ mà hẩy tay nói cho đùa này nhàm chán quá tên trương chấn sơn lại được thêm phen ngỡ ngàng nữa hắn thẳng thốt không thể nào như thế được chỉ thấy cổ huyền trần ra tay nhanh thoăn thoát chớp nhoáng đã tiêu diệt được lũ địch tên trương chấn sơn hú hồn hú vía mồm miệng ngoác hết cả ra trời ơi sao trên đời này lại có kẻ ra chiêu nhanh như thế chứ cổ huyền trần vẫn tiếp tục phiêu trên từng đường kiếm chiêu thức của anh nhanh chóng tạo thành một dòng xoáy lớn hút lấy tất cả dịch chuyển tức thời cổ huyền trần đã vụt tới trước mặt tên trương trấn thiên khiến hắn kinh ngạc không thôi hắn ta chống cự yếu ớt cứ kêu lên từng tiếng bất lực cổ huyền trần dứt khoát mà buông một câu có lẽ nên kết thúc rồi trương trấn sơn hoảng hồn vội vã lại sử dụng chiêu mới nào đó hắn ta gầm gừ đáp trả tuyệt đối không thể để cho hắn ta đạt được như mong muốn chưa kịp làm được gì cổ huyền trần đã hấp thụ luôn khí ma của hắn anh dùng ngón tay áp sát vào ngón tay trỏ của tên này cổ huyền trần đã hút hết sức mạnh của hắn ta anh khinh bỉ mà nói đa tạ người nhà tên trương trấn sơn chỉ biết trợn tròn mắt mà ngỡ ngàng chuyện gì vậy sau đó cổ huyền trần hô lớn phá à, rào rào dòng sức mạnh lớn dồn thẳng xuống tên trương trấn sơn kia đất đá nổ tung đám người dối cũng chỉ đứng như chờ chồng mà nhìn mất hết khả năng tấn công sau đó ta chỉ còn nghe thấy tiếng thét lên đau đớn vang vọng cả hang động của trương trần sơn tên này bị chiêu của cổ huyền trần dí cho tụt hẳn xuống hố sâu hắn ta ngồi thu mình một góc yếu ớt vô cùng cổ huyền trần đứng trước hắn ta và nói ừ lãng phí không ít thời gian của bổn tọa rồi một lồng giam sát đột nhiên đổ ập xuống thiên mặc trưởng lão chỉ tay hạ lệnh bắt lấy bọn hắn thuộc hạ của ông nghe lệnh lập tức bao vây lấy hai người của lục đại thành phái thế nhưng hai người đó vẫn điên cuồng chém giết người của cửu tiêu môn thấy thế thì có phần e sợ đáng ghét chúng ta rõ ràng là có nhiều người như vậy nhưng lại không chiếm được chút thượng phong nào đúng lúc này một vòng xoáy kim quang đột nhiên xuất hiện sáng chói cả không gian từ trong luồng sáng cổ huyền trần sách theo người của lão đại lục đại thánh phái uy vũ bước ra mọi người thấy hắn thì vui mừng là cốc tam thông thiên phong trưởng lão cũng mừng rỡ kêu lên tam thông ngươi ra ngoài rồi tên ngũ ca của lục đại thánh phái thấy người trong tay hắn thì tái mặt không ổn đến ngay cả đại ca đều bị hắn đánh bại rồi người cửu tiêu môn càng lúc càng bao vây lấy hai bọn hắn tên ngũ ca đành phải dục thất đệ không thể đợi nữa tên thất đệ nghe vậy liền lập tức lấy ra một lọ dược kỳ lạ rồi bật nắp đáp vâng ngũ ca sau đó hắn ta liền đưa lên miệng tu một hơi cổ huyền trần thấy có vẻ không ổn liền nhíu mày ngay khi tên thất đệ vừa uống xong lọ dược cơ thể hắn ta liền biến đổi trở nên hoàn toàn hoang dại miệng liên tục gào thét giết 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 một nguồn sức mạnh bùng nổ trong cơ thể của tên thất đệ hai mắt hắn ta đỏ lừ mái tóc xanh lẻ dài ra trong nháy mắt hắn như mất kiểm soát mà gào ta sẽ giết chết các người đám người cửu tiêu tông thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi sợ hãi xảy ra chuyện gì vậy nhưng chưa kịp phản ứng tên thất đệ không biết từ lúc nào đã dịch chuyển ra sau hai người nọ trong chớp mắt móng tay sắc nhọn của hắn ta liền cào một đường xẻ ngang cơ thể của đệ tử cửu tiêu môn cổ huyên trần nhíu mày nghĩ thầm trạng thái này hắn là chịu ảnh hưởng của công quyết ma hóa rồi sao những người khác cũng không tránh khỏi sự hoảng hốt hắn rốt cuộc là quái vật như thế nào vậy sao đột nhiên tính tình đại biến một cây kiếm đột nhiên được cắm mạnh xuống đất kèm theo lời nói các người sai rồi hóa ra lời đó từ tên ngũ ca hắn nhếch miệng cười nham hiểm nói đây mới là bộ dạng thật sự của sa tất hắn ta bắt đầu hồi tưởng rồi kể lại lần đầu tiên khi ta gặp sa tất hắn chỉ có một mình lúc đó lâm chiến thiên hắn còn là một thiếu niên hắn nhớ cảnh tượng đó trước mặt hắn xác người chất thành đống cao trên đỉnh chính là sa tất chính là bộ dạng hoang dại như bây giờ khi đó bọn hắn nhận ủy thác đi tiêu diệt quái vật người chỉ đạo của hắn chỉ tay về phía sa tất cổ vũ không được lùi chúng ta nhận được ủy thác của bách tính đến tiêu diệt quái vật hôm nay nhất định phải giết hắn nhưng mặc kệ những lời của người đó nói mọi người ai nấy đều sợ hãi thi nhau chạy tán loạn chạy thôi mau chạy thôi vừa dứt lời sa tất liền dịch chuyển tới bên cạnh người lãnh đạo nhiệm vụ một cước liền đánh cho người đó văng đi chết không kịp chăn chối sa tất cười man dợ lạnh lùng thốt lên hình như ngoài giết người ra thì không còn niềm vui nào khác lâm chiến thiên khi đó cả người run rẩy không thể nhúc nhích hắn cố tự chấn an mình tiêu rồi chân bị dọa cho không nghe theo sai khiến nữa nhanh động đậy đi ngay lúc xa tất trong bộ dạng quỷ quái đó dịch chuyển tới trước mắt hắn hắn chỉ còn cách nhắm chặt mắt phó mặc số phận không biết qua bao lâu lâm chiến thiên chậm rãi mở mắt trước mắt hiện ra bóng dáng thiếu niên tóc xanh quấn băng một bên mắt đây là đây là khi tỉnh lại lần nữa xa tất đã hồi phục được hình dạng và thần trí có lẽ cũng vì nguyên nhân cảm ứng huyết mạch hắn không có ra tay giết chết ta thiếu niên xa tất lúc đó thấy lâm chiến thiên tỉnh lại thì lúng túng dịch về phía sau cố gắng giải thích xin lỗi ta không có ý muốn giết người nhưng mà người dân trong thôn đều cho rằng ta là trộm là quái vật ném đồ vào ta còn muốn giết ta lâm chiến thiên nhìn vết thương trên người mình được quấn băng cẩn thận thì thầm nghĩ đây là do hắn xử lý cho ta rồi sao lại nhìn về phía thiếu niên đang ngồi co do buồn bã những vết thương này là do bị người dân trong thôn đánh ư có lẽ cũng nhìn thấy được điểm đáng thương của hắn lâm chiến thiên liền chìa tay đề nghị rời khỏi nơi này ngươi có bằng lòng không bây giờ vẫn đang trong dòng hồi tưởng của lâm chiến thiên đối với huynh đệ này ta lại sản sinh ra đồng tình lâm chiến thiên tươi cười ta nói hãy cùng ta rời khỏi nơi này thiếu niên sa tất lần đầu cảm nhận được có người làm bạn không ngần ngại đỏ mặt đồng ý sau đó sa tất đạt trở thành đồng bọn của ta hai người cùng kề vai sát cánh khi đánh với kẻ thù bao vây lấy họ lâm chiến thiên gợi ý bên phải giao lại cho ngươi bên trái để ta giải quyết cứ như vậy hai huynh đệ chúng ta một đường vào nam ra bắc dựa vào âm dương thiên thư tàn quyển sông pha ở thánh vực thực lực cũng tăng lên trong một lần giao chiến lâm chiến thiên vung nhất chém lên hét quá chậm rồi, Sa Tất cũng không kém cạnh mà quyết tâm, lần này nhất định phải thắng được Kaka. Sau đó, hắn đã sáng lập ra quanh võ minh, bên quang võ do Sa Tất làm chủ, còn ta đã trở thành các chủ của vô song các, cũng là sau khi ta tìm hiểu thì mới biết được, âm dương thiên thư tàn quyền của Sa Tất không giống với ta. Một ngày nọ, Sa Tất đột nhiên đau đớn cả người mà khó khăn gọi, "Kaka." À, ta lúc đó vô cùng hoảng loạn, trong phản tàn quyền đó có bao hàm sát ý bá đạo, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, hắn bình thường đều khống chế sát ý của bản thân mà bây giờ đây mới là hắn của thật sự sa tất sát ý đầy người liên tục tấn công vô số người của cửu tiêu môn ai nấy đều bàng hoàng xảy ra chuyện gì vậy sao hắn lại mạnh lên như thế lâm chiến thiên cười lạnh nói đều cho rằng trong thất đại thánh phái của thành vực hồ thanh dương mới là người lợi hại nhất thật ra không phải chỉ vì sa tất bẩm sinh không muốn lạm sát vô tội mới không thèm động thủ với hồ thanh dương lâm chiến thiên nhớ lại sa tất từng nói với mình chúng ta không dễ gì mới tìm được huynh đệ ta không muốn tự tàn sát lẫn nhau mà ta cũng không muốn ép hắn mới luôn cam tâm tình nguyện nếu như hắn nghiêm túc e rằng mười hồ thanh dương cũng không phải là đối thủ của hắn trở về thực tại sa tất lúc này như mất kiểm soát mà hét lớn lâm chiến thiên liên tục hét lớn sa tất ngươi là người mạnh nhất trong thế gian này đánh một trận đi không cần phải cố ý che giấu sát ý của ngươi nữa đâu đúng lúc này cổ huyền trần đột nhiên bật cười hắn ném tên lão đại trên tay xuống đất rồi nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt sa tất khẳng định người mặt mạnh nhất trong bộ chuyện này một mình bổn tọa là đủ rồi Rút lời hắn lập tức thi triển chiêu thức tấn công trong nháy mắt đã xuyên qua người sa tất để lại một lỗ thủng trước người của hắn ta đám thiên phong trưởng lão thấy thế thì há hốc miệng kinh ngạc nhanh thật sa tắc không những không chết mà vết thương liền hồi phục hắn điên cuồng la hét rồi đấm mạnh một cú xuống sàn nơi cổ huyền trần đứng nhưng hắn nhanh chóng lùi lại tránh được cổ huyền trần cũng không khỏi bất ngờ vết thương đang lành lại nhục thân lại mạnh đến mức như vậy rồi sao sa tắc cười tà khí dương móng tay sắc bén lao về phía cổ huyền trần hắn ta vung ra một đấm đánh mạnh vào người cổ huyền trần hắn không tránh kịp liền bị văng lại phía sau vài mét cho tới khi đâm vào tảng đá lớn mới dừng lại diệp thiên ngữ không khỏi lo lắng hét lớn tam thông nhưng ngay sau đó sa tất liền đấm một đấm mạnh mẽ xuống mặt đất khiến nó vỡ nát nhân cơ hội tạo bàn đạp phóng đi tới chỗ cổ huyền trần diệp thiên ngữ vội vàng đuổi theo nói ta đi giúp cốc huynh nhưng một đồ đệ khác liền khuyên can sư muội đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay vào được muội qua đó chỉ có thể gây thêm phiền phức vẫn nên lo chuyện trước mắt đi lâm chiến thiên lúc này cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu hắn nhếch miệng khiêu khích đến đây đi những tạp toái các người diệp thiên ngữ vẫn cứng đầu quyết định không được quá nguy hiểm ta tuyệt đối không để một mình hắn đối phó kẻ địch thấy cô kiên quyết như vậy những người khác cũng hết cách một người khuyên giải khổng sư đệ đừng sững nữa chặn kẻ địch lại đi phía bên cổ huyền trần lúc này Sa tất cũng đã tới nơi mà hắn bị đánh văng tới cổ huyền trần mặc ma giáp từ từ gượng dậy nói chưa vừa nãy cũng không tệ lại có thể ép được bổn tọa gọi ra ma giáp rắn đưa ta lau vết máu trên miệng thầm nhận định dáng người lớn như vậy không chỉ tốc độ nhanh nhẹn sức mạnh cũng không thể lại có thể một chiêu đánh nát ma giáp của bổn tọa nghĩ thôi cũng khiến cổ huyền trần tức giận tới siết chặt tay mình lại ma kiếm được gọi ra lúc này con ngươi của hắn phát ra huyết sắc hắn lạnh giọng tuyên bố được rồi đấy bổn tọa cũng phải nghiêm túc đây cổ huyền trần cầm chặt ma kiếm tiến tới chém liên tiếp vào xa tất mà xa tất cũng không kém cạnh dùng những nắm đấm của mình đánh trả một tay dùng kiếm tấn công tay còn lại cổ huyền trần tụ khí gọi ra mộc ma xích hiện mộc ma xích sau đó liền trói chặt lấy người của sa tất khiến hắn ta dường như không thể di chuyển bị trói chặt xa tất chỉ có thể gồng người điên cuồng hét cổ huyền trần cười lạnh lần này không nhúc nhích được nữa rồi có đúng không sau đó hắn liền tụ khí một quả cầu huyết sắc ma hình thành nơi lòng bàn tay rồi hắn liền bắn nó về phía xa tất đang bị trói kia một vụ nổ mạnh phát ra khói bụi mù mịt nhưng đúng lúc này một bàn tay khổng lồ từ phía sau mở ra chuẩn bị bóp chặt lấy người cổ huyền trần trong vài giây mà bàn tay siết lại cổ huyền trần nhanh chóng dịch chuyển tránh được xa tất không hề hấn gì sau vụ tấn công vừa rồi vẫn điên cuồng gào thét giết người cổ huyền trần lơ lửng trên không trung nhìn xa tất mất kiểm soát như vậy thì nhíu mày nghĩ cho dù là cơ thể chịu phải tổn thương rất lớn ý thức vẫn còn sai khiến hắn tiến công sao tại sâu trong rừng Diệp Thiên Ngữ cũng đã đuổi tới nơi, cô thở phào, may mà Cốc huynh không bị gì, nhưng sắc mặt cô vẫn rất căng thẳng mà tự nhủ, xem thời cơ chuẩn mới ra tay, nếu không không giúp được, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho Cốc huynh. Sa Tất lúc này không ngừng phì phò thở dốc, được vài giây, hắn ta lại tiếp tục phát động tấn công cổ Huyền Trần, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, cứ như vậy, Sa Tất tấn công tới đâu, cổ Huyền Trần liền vung kiếm chắn lại tới đó. Sau một hồi vật lộn, cổ Huyền Trần siết chặt kiếm quyết định phải diệt khí diệm này trước, dứt lời, hắn liền vung kiếm thi triển thủy long thuật, thủy long Thách gào, lao về phía xa tất mà hắn ta cũng không tránh né mà bay tới cắn xé lấy thủy long đôi bên rằng co quyết liệt một lúc sau xa tất dường như cắn nát dược thủy long mà hút vào trong cơ thể hắn ta một lần nữa điên cuồng tấn công về phía cổ huyền trần đi chết đi ngay khi móng vuốt của hắn chuẩn bị đáp xuống cổ huyền trần đột nhiên cười lạnh vài tiếng tức khắc sau đó thủy long vừa bị cắn xé lại khôi phục hiện trạng từ phía sau xông tới tấn công xa tất nó quấn chặt lấy cả người xa tất khiến cho hắn vùng vẫy cơ nào cũng không thoát được xa tất tiếp tục dãy ruộng đừng hòng nhốt được ta cổ huyền trần lập tức đưa tay lên trời Gọi một huyết vân kèm sấm sét tới, Bao phủ lấy khoảng không trên đầu Sa Tất, hắn nở một nụ cười, Sa Tất dường như ý thức được điều gì, nhưng thời khắc hắn nhận ra, liền bị đạo uy lực của Cổ Huyền Trần lấn át, một đám hắc khí bao vây lấy Sa Tất, giống như đang cắn xé lấy cơ thể của hắn ta, Sa Tất sau đó vùng vẫy thoát xuống đất, miệng thở từng tiếng hồng hộc, bàn tay của Cổ Huyền Trần liền xuất hiện trước mặt Sa Tất, hắn nói, kiên trì cũng khá đấy, rồi từ tay hắn, một cỗ ma khí khổng lồ dâng trào, bọc lấy toàn bộ cơ thể của Sa Tất, khiến hắn bị cắn nuốt mà đau đớn không ngừng hét lên, lửa như bao bọc lấy cơ thể của Sa Tất, xoáy tròn xung quanh hắn uy lực mạnh mẽ khiến cho mọi thứ xung quanh như bị hút vào diệp thiên nữa núp sau lùm cây mà cũng khó khăn bám lấy thân cây nghĩ thầm đây là đồ sổ cỡ nào đã không phải là mình có thể nhúng tay vào được nữa rồi sau một hồi lửa tan hắc khí rút trên mặt đất lúc này hình thành một cái hố lớn khói bụi tàn ra trung tâm của cái hố lúc này xa tất không còn bộ dạng hoang dại hắn nằm sóng xoài ở dưới ngất lịm lọ dược ban nãy cũng vỡ nát chỉ còn dư lại một lá kim diệp phát sáng cổ huyền trần thu lại hắc khí thở phào kết thúc rồi hắn tiến tới định nhìn kỹ kim diệp phát sáng kia thì có bước chân đi tới cổ huyền trần hét lớn là ai chưa kịp định hình thì hắn phát hiện người nọ là diệp thiên ngữ cô chạy tới nhào lòng hắn khẽ rơi nước mắt nước nở nói dọa chết ta rồi may mà ngươi không sao cổ huyền trần đưa tay bảo cô thả ra nhưng khi thấy cả cơ thể cô run rẩy hắn cũng không đành lòng đẩy ra nữa cổ huyền trần dặn dò đừng có khóc làm bẩn áo của bổn tọa diệp thiên ngữ yên lòng đáp hai tiếng ừm ừm lúc này lâm chiến thiên vẫn đang đấu với người của cửu tiêu môn đi chết đi nghe thấy có người tới hắn vui mừng quay lại hỏi thất đệ ngươi đắc thủ rồi nhưng khi hắn ta quay đầu lại là cổ huyền trần vác thất đệ của hắn trên vai nói bổn tọa không muốn lãng phí sức lực đối phó với ngươi huyền trần nói bổn tọa không muốn lãng phí thời gian đối phó với ngươi biết điều thì nhanh giơ tay chịu trói đi hắn ta đi lên sao có thể chứ xa tất lại thua rồi sao huyền trần phóng trưởng thuật về phía xa dưới nền võ đài anh phát hiện ra gì đó a a há một tên thích khách từ bao giờ hóa ra trốn dưới này ừ còn một con chuột còn đang trốn mấy huynh đệ ngạc nhiên từ lúc nào mà hắn tên này kinh hãi đáng ghét Vô dĩ còn muốn nhân lúc hỗn loạn chuồn đi, Huyền Trần nhắc lại, bổn tọa là không muốn gặp lại lần thứ hai, là đầu hàng hay chết, chọn đi. Tên này lặng thinh, ngồi giữa đám huynh đệ kẻ chết ngựa ổi bất tỉnh nhân sự. Hắn đáp, muốn chém muốn giết tùy ý. Huyền Trần đáp, vậy sao? Hắn gồng lên, nếu như ngươi dám đụng đến hắn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Huyền Trần nói, ban đầu các ngươi phái người đi truy sát bổn tọa, có từng nghĩ là có ngày này hay không? Bây giờ trở thành thủ hạ bại tướng lại còn dám ăn nói ngông cuồng, hắn lặng câm không nói nửa lời. Huyền Trần nói tiếp, vậy bây giờ hỏi ngươi một việc nếu như ngươi trả lời khiến bổn tọa hài lòng bổn tọa sẽ không giết ngươi huyền trần chia ra bấu vật nói vật này lại có thể chịu đựng được toàn lực công kích của bổn tọa rốt cuộc là cái gì hắn đáp ta không biết lai lịch của vật này đây vốn dĩ là do xa tất tình cờ tìm được vạn năm trước hai người chúng ta đi đường thủy về tông đột nhiên một con sóng lớn từ trên trời giáng xuống ta hô phòng ngự nhưng sóng lớn vẫn nhấn chìm thuyền ta khi sóng lớn tản đi lá này đã rơi vào tay sa tất sau đó chúng ta tình cờ phát hiện vật này lại có thể tăng cường sức mạnh cho xa tất vì để không lạm dụng sức mạnh của vật này chúng ta chỉ có thể đem nó phong ấn nếu không đến bất đắc dĩ sẽ không mượn sức mạnh của nó những gì ta nói đều đã nói với ngươi rồi ngươi huyền trần bất ngờ đả vào gáy hắn một cái tên này liền bất tỉnh nhân sự la lịch của vật này rất kỳ lạ phải tìm hiểu một chút mới được anh ra lệnh đều vào hết đi đám trưởng lão cùng môn đồ ùa vào tam thông thẩm vấn thế nào rồi cậu thẩm vấn thế nào rồi tam thông trưởng lão nhắc nhở thiên phong vẫn chưa đổi cách xưng hô à không lẽ các ngươi quên lời hứa trước đây rồi sao bắt sống trưởng môn của lục đại thành phái không ngờ cốc tam thông lại thật sự làm được rồi hai vị trưởng lão trần trừ đáp nhưng mà đại trưởng lão hỏi lại sao thế các ngươi định nhốt lời sao hắn đáp sư tôn cũng không phải là chúng ta muốn nuốt lời chỉ là sau này nếu như hồ môn chủ tỉnh lại chúng ta làm thế nào mà xử trí đây vân sơn trưởng lão đáp không cần phải suy nghĩ nhiều nữa bổn tọa sẽ đích thân chăm sóc cho môn chủ huyền trần nói nếu như hắn tỉnh đương nhiên cũng sẽ đem vị trí môn chủ trả lại cho hắn nếu như hắn có bản lĩnh tỉnh lại một người áp chế cả lục đại trưởng môn đủ để chứng tỏ trình độ bá đạo của tam thông ở trên nhiều trưởng lão của chúng ta đến ngay cả sư tôn cũng rất xem trọng hắn như vậy huống hồ bây giờ trưởng môn của cả sáu phái đều bị nhốt cửu tiêu môn rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích nếu như đệ tử của cả sáu phái kéo đến đánh cửu tiêu môn không thể là rồng mất đầu được đại đội môn đồ quỳ tâu chúng ta xin nghe theo lệnh của môn chủ chỉ có môn chủ là nhất hắn hỏi môn chủ những trưởng môn ngày đều đã bị bắt rồi tiếp theo nên xử phạt họ thế nào đây môn đồ nhao nhao tâu lên chi bằng ép bọn họ đem thuốc giải giao ra đúng vậy ép bọn họ đem ra thuốc giải sau đó giết sạch bọn họ báo thù cho môn chủ giết bọn họ đi Huyền Trần phất tay, mấy người bọn họ bổn tọa đã làm trọng thương mất đi ý thức rồi, cứ giữ lại tính mạng nhốt vào địa lao, đợi giải được độc cho môn chủ xong rồi tính sau, vâng vâng. Thuộc hạ liền đưa tên môn chủ bất tỉnh ra ngoài, môn chủ vậy phía Lục Đại tông môn làm thế nào để bàn giao lại? Huyền Trần đáp, vừa mới trải qua đại chiến đệ tử trong môn vết thương vẫn chưa hồi phục, lúc này không tiện ra quân ổ ạt, chào non lội suối đi về tiêu diệt kẻ địch, thống nhất nói lại với bên ngoài trưởng môn của lục đại thống soái bái sơn giữa đường đã bị một người thần bí tập kích hồ môn chủ của cửu tiêu môn chúng ta đã liều chết mới thoát khỏi tè trong tay người thần bí cứu sáu người ra ngoài bây giờ cơ thể đang bị thương nặng chúng độc hôn mê như vậy sáu phải của bọn họ còn cảm ơn cửu tiêu môn chúng ta nữa trưởng lão đáp môn chủ anh minh tiếp theo chúng ta lập tức trở về tổ chức nghi thức đại điền tiếp nhận huyền trần cho người đưa các môn chủ trở về nếu như đã đồng ý với mẫu thân thì tạm thời không lấy tính mạng của bọn họ chỉ là âm dương thiên thư này tu luyện một nửa vẫn chưa đăng đỉnh nếu như lá vàng thần bí kia có thể tăng cường sức mạnh chi bằng đi tìm kiếm bí cảnh của một phương đem công quyết tu luyện đến viên mãn sống ngày giúp mẫu thân thoát khỏi khó khăn huyền trần cất tiếng gọi sư tôn anh lập tức chui vào trong thanh vân sơn hà đồ mấy anh em trong này đang nhậu nho nhau lên khi thấy huyền trần sư tôn lâu như vậy rồi cuối cùng người nhớ đến chúng ta đã lâu không gặp rồi các vị mạc thiên nhan bước tới gọi sư tôn tu vi của chúng ta đã đạt đến đế cảnh rồi bây giờ chúng ta có thể giúp người được rồi tần quán tư trên cao nhảy xuống đáp đúng vậy nhiều cường giả đế cảnh như vậy đặt mắt ở đại lục thanh vân ai có thể ngăn được chứ huyền trần ngồi lại nói nối một cách chính xác thì cảnh giới bay giờ của các người đã vượt qua đế cảnh rồi tử yên đáp còn không phải hay sao chúng ta một khi rời khỏi không gian này thì sẽ dẫn đến phá hư lôi kiếp đi vào thánh vực rồi huyền trần đáp các ngươi sớm đã đi vào thánh vực rồi cả đám nhất ngây con gà tây tổ sư ngài đã đem chúng ta đến thánh vực thật rồi ư huyền trần đáp đúng vậy cho nên bây giờ thực lực của các ngươi ở thánh vực vẫn chưa đủ nhìn ta đã chuẩn bị một vài đan dược các ngươi hãy dùng trước đi các cu cậu long lành đây là đan dược gì vậy nhìn linh lực mạnh quá sự rộng lớn của thánh vực cường giả thì nhiều sớm đã nghe diệp thiên ngữ nhắc đến ngoại trừ mấy phái lớn trong thánh vực còn có những thế lực khác chiếm cứ cực kỳ mạnh bổn tọa dự định lấy cửu tiêu môn làm khởi điểm rồi leo lên đỉnh phong đi đối phó với bọn họ anh nói tranh thủ tu luyện đi lần sau vào đây có lẽ là sẽ đưa các người ra ngoài vì vậy cần phải có một đám người để dựa dẫm các môn đồ đồng thanh xin nghe theo lời dạy của sư tôn huyền trần lại đi về cửu tiêu môn anh nói bổn toan phải bế quan tu luyện ba ngày đợi tông chủ của lục tông tỉnh lại đem thuốc này cho bọn hắn dùng chuyển lời với họ nếu như muốn sống sót cách ba tháng lại đến cửu tiêu môn nhận thuốc giải vân sơn trưởng lão nhận lấy rồi lặng lẽ nhìn huyền trần bước đi nhập thất ba ngày sau huyền trần cũng đang luyện bảo vật một luồng hỏa hầu dữ dội lấn át chờ đã hơi thở tiếp cận này là các môn đồ đã chờ sẵn bên ngoài môn chủ thời gian tiếp nhận đại điển đã đến rồi cửa mở các trưởng lão ngạc nhiên huyền trần bất ngờ phi ù ra bổn tọa rời khỏi chốc lát rước đại điển sẽ quay lại trưởng lão hỏi môn chủ đi đâu vậy dưới chân núi của cửu tiêu môn thành trấn nào đó hai tên võ giả đang giao đấu chúng chém nhau trí chóe mặc cho đám đông xì xào huynh đệ trên đài này đang đánh cái gì vậy ngươi không biết sao giữa tu sĩ của thánh vực chúng ta có một quy tắc bất thành văn trong lúc đại điển không được đụng võ môn phái nếu như có ân oán riêng trên đại điển đều do nhiều người chứng kiến công khai lối quyết đánh lôi đài điện chủ của hỏa sư điện nói hỏa sư điện đã bị võ giả của cuồng võ đường chèm ép trăm năm tên lâm xuyên bà đáp muốn thắng cuồng võ đường chúng ta nằm mơ đi từ phía sau tên môn chủ đang thận trọng quan sát tên võ giả lướt một đường kiếm đám khán giả kinh ngạc đối thủ bị kết liễu nhẹ như tơ hồng thiên la trưởng lão của cùng võ chết lâm xuyên bá tức giận cái gì tên môn chủ nóng đầu quả nhiên thiên la trưởng lão của cùng võ đường cũng không phải là đối thủ của người này mình phải bảo vệ cùng võ đường hắn nắm tay chặt đầu gối rồi phát hiện bất thường giơ tay nắm lấy chiếc lá người lạ mang đến hơi thở này dạng dỡ ngẩng mặt lên gọi sư tôn huyền chân đáp không sai đã lâu không gặp tu hành ngược lại là chưa từng buông lỏng môn đồ đáp sư tôn không lâu trước đây không phải ngài ở tiêu giao tông của hạ giới sao sao nhanh như vậy đã tấn thăng đến thánh vực rồi huyền trần đáp sao thế người có thể đến thánh vực còn ta thì không sao hắn nói lớn không hổ danh là sư tôn tốc độ này thật đáng kinh ngạc khủng bố thật sự tên kiếm sĩ khoác lác còn có ai nữa không lâm xuyên bá tức tối hỏa sư điện này từ đâu tìm được cao thủ hỗ trợ như vậy còn không kết thúc e rằng tiếng tăm của cùng võ đường chúng ta ra bên ngoài đều sẽ bị hủy hoại dựa theo quy tắc nếu như có ba nhân vật cấp trưởng lão tử vong thì có thể nhận thua lâm xuyên bá hỏi tiêu giao ngươi vừa nhập môn chưa lâu cơ hội gây dựng sự nghiệp này cứ để cho ngươi đi hai cường giả nói thực lực của kiếm tu này rất kinh ngạc tư giao trưởng lão luyện có đọ sức được không nếu như thật sự có thực lực này vần gì phải gia nhập vào cuồng võ đường nữa đường chủ đây không phải là để tư giao trưởng lão tìm đường chết sao tư giao đứng dậy xuất kiếm huyền trần hỏi tiêu thập loại nhân vật như này ngươi cũng nhìn chúng được sao tiêu thập đáp lão đường chủ của cuồng võ đường có ân với ta ta đồng ý thay hắn chăm sóc cuồng võ đường trận chiến này ta bắt buộc phải đi nhưng mà tiêu thập nhảy xuống võ đài nói lâm đường chủ sau trận chiến nào cho dù là sống hay chết thì ta và cùng võ đường coi như ân đoạn nghĩa tuyệt lâm xuyên bá đáp tiêu giao trưởng lão người nói lời gì vậy tên kiếm khách nói đừng trách ta không nhắc nhở ngươi một thức này của ta có tên là bạt kiếm thức nhìn thì giống như kiếm chưa xuất vỏ thực tế thì kiếm lại nhanh như gió trong vô hình lấy được đầu của kẻ địch bây giờ ngươi xuống dưới vẫn còn kịp đấy tiểu thập đáp nếu đã như vậy thế thì ta cũng nói cho ngươi biết một chút thức này của ta có tên là ly kiếm quyết hai bên nhìn nhau quyết một trận sinh tử tên kiếm khách lao lên tung chiêu bạt kiếm thức vẫn là không nhìn rõ đây là lần nhìn thứ hai rồi tốc độ nhanh đến mức căn bản không thể nhìn rõ động tác huyền trần đứng ngoài khẽ mỉm cười Kim khách chém vào nhưng bị tiêu dao đỡ lại dễ dàng hắn vô cùng ngỡ ngàng tiêu dao trưởng lão đỡ được rồi thật không ngờ tiêu dao trưởng lão che giấu đến như vậy lâm xuyên bá khen đúng vậy tiêu dao trưởng lão che giấu đúng là sâu thật đấy tiểu thập gầm lên một tiếng rồi chém một đường không thương tiếc lâm xuyên bá đứng phát dậy cái gì đây không thể nào huynh đệ hắn bước lên hối thương vân sư đệ thương vân sư đệ tiêu dao lên tiếng lâm tông chủ ta đã thay cùng võ đường hoàn thành trận chiến này từ đây ta và các người sẽ không còn liên quan đến nhau nữa huyền trần khen ngợi không tệ không làm mất mặt của bổn tọa tên lâm xuyên bá bước tới tiêu giao trưởng lão ngươi hiểu lầm rồi thật ra ta đã sớm biết người có thực lực người xem cùng võ đường đang còn gặp nguy ngươi đây không phải là thấy chết mà không cứu sao tên môn chủ hỏa thần điện bước tới đứng lại chúng ta vẫn còn món nợ chưa tính tiểu thập đáp ta nói rồi ta và cùng võ đường không còn liên quan tới nhau ân oán của các ngươi với cùng võ đường không liên quan đến ta Hán đáp bây giờ không còn là ân oán giữa cùng võ đường và hỏa sư điện ngươi có biết người mà vừa nãy ngươi giết là ai không hả hắn chính là đệ tử của thiên kiếm tông tư giao kinh ngạc huyền trần nghĩ trả trách trình độ kiếm đạo của người này lại vượt xa lũ vô dụng cùng võ đường thì ra là trợ thủ của thiên kiếm tông được mời đến tên võ giả bước tới sao thế giết người rồi còn muốn đi nữa sao tên lâm xuyên bá tới cậy khịa đúng người là do hắn giết không có liên quan đến cùng võ đường chúng ta hơn nữa ngươi cũng đã nghe thấy rồi vừa nãy là bản thân hắn nói hắn đã ra khỏi cùng võ đường rồi tên võ gia điên lên rút kiếm ngươi giết đệ đệ của ta ta sẽ giết ngươi ngươi không lên quyết đáo đài thì giải quyết ở đây là được rồi tiểu thập đứng trước tình thế khó xử huyền trần ngoái lại nói đây là địa bàn của cửu tiêu môn không lên quyết đấu đài vậy đó chính là gây chuyện ngươi đây là không hợp với quy tắc rồi đúng không hắn đáp quy tắc chính là đặt ra cho mấy kẻ yếu như các ngươi đối với thiên kiếm tông chúng ta không có ràng buộc tiểu tử tử thối từ đâu chui ra một mình mà cũng dám ra mặt tùy ý tiểu thập tức giận mắng ngươi huyền trần gia pháp trận nếu như ngươi đã không tôn trọng quy tắc của cửu tiêu môn vậy ta sẽ đại diện cho cửu tiêu môn giết ngươi là được một tay hút hắn về không kháng cự ngươi người tên này sợ hãi nhưng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của huyền trần một bẻ gãy cổ chết không lời trang chối ba quân hai phái đứng ngoài đều mặt mũi tái mét mọi người hãy cùng nhau xông lên đi bọn chúng đồng loạt xông lên giết hắn cho ta huyền trần tay không bắt giặc như đứng giữa trốn không người các ngươi muốn làm cái gì ta không quản nhưng hắn là người của ta nếu như còn ai dám động tư tâm ra tay với hắn vậy thì các ngươi không cần phải rời khỏi cửu tiêu môn nữa đâu tên này đáp ngươi nói bản thân ngươi là người của cửu tiêu môn thì chúng ta tin chắc ngươi cứ đợi đấy thiên kiếm tông chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu Huyền Trần ra lệnh điều nhân, Vân Sơn trưởng lão hiện ra tức thì, bái kiến Vân Sơn trưởng lão, tham kiến môn chủ, không biết ngài dùng thuật không gian triệu hoán triệu chúng ta đến đây là có việc gì cần dặn dò hay không. Hai tên này tắc tay, cái gì? Môn chủ sao? Hắn là môn chủ mới nhận chức của Cửu Tiêu môn, Huyền Trần nói. Vừa hay mấy người này xem thường quy tắc của Cửu Tiêu môn, diệt đi, bổn tọa không muốn làm bẩn tay của mình. Vâng, Vân Sơn trưởng lão một đòn, thiêu cháy hai tên đầu đần, mấy tên còn lại sững như người mất hồn, đây hoàn toàn là nhẫn áp một mặt, Huyền Trần ra lệnh, tiểu thập đi thôi vâng sư tôn long tiểu thập sung sướng sư tôn vẫn chưa hề thay đổi vẫn bá đạo như trước đây lâm xuyên bá đứng trông theo môn chủ của cửu tiêu môn thảo nào tư giao lại muốn thoát khỏi cùng võ đường chúng ta thì ra là đã tìm được chỗ dựa tốt hơn rồi môn chủ của cửu tiêu môn này đúng là gan to bằng trời đến ngay cả thiên kiếm tông đều dám hạ tử thủ ta thấy hắn tiếp nhận trên đại điển làm thế nào để bàn giao với thiên kiếm tông đây trong thanh vân sơn hà đồ thiểu thập hỏi sư tôn cái này người đưa theo tiêu giao tông đến thánh vực rồi sao đúng vậy đồ tử đồ tôn của ngươi tất cả đều ở đây các môn đồ đang hăng say tu luyện tiểu thập kinh ngạc à. nếu như sớm biết sư tôn vạn năng kiến thức rộng không ngờ còn có thể dẫn dắt được nhiều người cùng phi thăng thật đúng là thâm sâu không lường trước được huyền trần nói ta đã đem thánh hà pháp tắc dẫn vào trong không gian này đang dược này ngươi cũng cầm lấy trước đi đợi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc của ba tầng trước thì có thể chính thức bước vào thánh hà tu luyện tiểu thập đáp hình như đã quay lại lúc ban đầu đi theo sư tôn ngài tu luyện rồi nhưng mà vừa mới gặp lại nhau ta đã gây họa thiên kiếm tông cho sư tôn ta thật là thấy hổ thẹn huyền trần đáp chăm chỉ tu luyện đừng lười nhác đợi ngươi đại thành bổn tọa sẽ đưa ngươi đi gặp tiểu phong tử tiểu thập nhớ lại thập sư đệ ngươi chạy cái gì cùng lắm thì sư huynh lần sau sẽ cẩn thận một chút không phế tay của ngươi nữa đâu ngươi đừng qua đây cái gì lại đi gặp sư huynh sao xem ra ta cần phải cố gắng tu luyện gấp đôi mới được trên đại điển tiếp nhận cung nghênh môn chủ cốc tam thông là bông tọa du lịch thông môn mà đổi tên tên thật của bổn tọa là cổ huyền trần bây giờ đang lên vị trí môn chủ tiện thể tuyên bố với thiên hạ chúng môn đồ khấu lễ đáp vâng cổ môn chủ bỗng có đám người không mời mà đến các người nhìn kia là môn chủ thiên kiếm tông võ thiên long nghe nói vị tông chủ mới này trước đại điển đã tàn sát mấy vị đệ tử của thiên kiếm tông thật đúng là tàn bạo cái gì võ thiên long hôm nay tới đây không phải là vì muốn đòi lại công đạo cho mấy vị đệ tử đó đấy chứ có kịch hay để xem rồi đáng tiếc cho đệ tử của cửu tiêu môn trồi môn chủ bị mất mặt trước nhiều người sau này sợ rằng không ngẩng đầu lên nổi luôn bất ngờ tên võ thiên long quỳ xuống khấu kiến chúc mừng cổ môn chủ trước đây đệ tử thiên kiếm tông của ta bị hỏa sư điện xúi dục quy củ đối với cửu tiêu môn có chút mạo phạm giờ ta đưa đệ tử đến để tạ tội cả đoạn thiên kiếm tông tuyên thệ xin cổ môn chủ tha thứ bọn học trò thất kinh khi thấy cảnh huyền trần đáp võ tông chủ nặng lời rồi đệ tử không hiểu chuyện ta thay ngươi giáo huấn là được rồi sau này hy vọng võ tông chủ hãy quản giáo đệ tử nghiêm ngặt hơn một chút võ thiên long đáp đa tạ cổ môn chủ nhưng lòng hắn vô cùng ấm ức đáng ghét nếu như không phải vì độc trong cơ thể sao ta có thể chịu sự sỉ nhục của người khác đến ngay cả thiên kiếm tông còn không dám đắc tội với cửu tiêu môn sao không biết nếu như ta đi tháo bảng hiệu của cùng võ đường hay là hỏa sư điện thì có thể lấy được sự yêu thích của cửu tiêu môn hay không tên lâm xuyên bá vẫn không hiểu sao lại có thể như vậy được chứ trong nghị sự đường của cửu tiêu môn vân sơn trưởng lão lên tiếng môn chủ bây giờ chúng ta đã đem lục đại thánh phái khống chế trong lòng bàn tay rồi người xem bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào huyền trần đáp nếu như đã khống chế rồi thế thì để các nhà đem tài nguyên và thiên tài trong môn đều đưa đến cửu tiêu môn bây giờ tiểu thập công lực đã đại thành cứ để hắn đi dạy dỗ những đệ tử này đi trên trường thiên nguyên sắp được nở ra nếu như không còn chuyện gì khác thì các ngươi hãy tự mình lui xuống đi mong chủ anh mình xin tuân theo mệnh lệnh của sư tôn huyền trần cảm nhận sau khi đi vào cửu tiêu môn bổn tọa trước sau đã gặp được không ít cơ duyên trước tiên là ở trong hàn ngọc động triệt để luyện hóa được ngọc lực cốt đem thực lực thăng cấp đến thái sơn cảnh sơ kỳ tiếp đến là lấy sức mạnh thần thượng của vô thạch đột phá đến thiên dương cảnh trung kỳ sau khi lấy được đá vàng thần bí trải qua ba ngày khổ luyện bổn tọa đã đạt đến địa âm cảnh giới hậu kỳ đáng tiếc là sau đó tu vi vẫn luôn ngưng trệ cuối cùng vẫn không thể đột phá được tới thiên nguyên cảnh